chị xin gửi lời chào tất cả đến các bạn trong lớp mình nhá. Hôm nay các em chắc là 9 giờ thì các bạn đã có nhiều thời gian hơn, đã chuẩn bị được này. Các bạn đã có thể thu xếp được công việc cá nhân của mình để có thể tham gia buổi học ngày hôm nay với chị đúng không nào? Hôm nay chúng mình sẽ sẵn sàng chiến đấu với tinh thần hết mình nhất nhá. Chúng mình cùng nhau đợi một chút nữa để các bạn vào đông hơn thì chị sẽ bắt đầu. Ngay bây giờ chúng mình sẽ học bài đầu tiên của khóa học thương nhớ ngày xưa được không nào? Chị hỏi nhá, không biết là các bạn đã đọc bài này, các bạn đã đọc sách giáo khoa như chị đã hướng dẫn các bạn trong buổi hôm trước hay chưa? Và đồng thời thì chị cũng có đăng một tài liệu, đó chính là thơ của Hồ Xuân Hương của nhà nghiên cứu Nguyễn Lộc. Không biết là có bạn nào đã đọc chưa nhở? Các em đã đọc tài liệu chưa nhở? Hôm nay chị hỏi mà không trả lời được là phạt đấy nhá. Rồi, chị chào các em, chị chào Ngọc, chào Huyền, chào Huệ, chào Trâm. Các bạn đọc tài liệu chưa hay là các bạn đã dở được bài tự tình ra chưa nhở? Rồi bây giờ chị dở sách ra nhá. Sách của chị viết hơi nhiều hôm nay nhá. Hôm nay trên nhóm ấy thì chị thấy là trong lớp mình có rất là nhiều bạn viết hết vào trong sách. Chị thấy còn nhiều hơn chị rất là nhiều cơ. Bây giờ chúng mình bắt đầu học nhá. Rồi, chiến thôi các em ạ. Để chị tắt nhạc đi để chúng mình tập trung học nhá. Như buổi trước ấy thì chị có chia sẻ với các em, đó chính là ngày hôm nay thì chị em mình sẽ cùng nhau đi tìm hiểu bài Tự Tình 2 của tác giả Hồ Xuân Hương. Vậy thì trước khi vào bài thì chị sẽ có câu hỏi để hỏi các em đây. Thế nên là trong giờ học thì các bạn tích cực trả lời những câu hỏi của chị nhá. Ok không nào? Ok, vậy thì trong suốt quá trình mà các bạn học từ lớp 1 cho đến lớp 10 thì các bạn đã học văn học dân gian rồi, các bạn biết này, thì các bạn có biết được một cái bài ca dao nào hay một bài thơ hay là một câu chuyện viết về người phụ nữ trong cái giai đoạn mà chúng ta gọi là văn học dân gian, văn học truyền miệng từ người này qua người khác không nhở? Các bạn có biết có một câu ca dao nào hay có một bài thơ nào nói về người phụ nữ không nhở? Chị trước nhá. Chị ngày xưa đi học ấy, chị rất là ấn tượng với một cái câu ca dao như sau, đó chính là: thân em như cúc mọc bờ rào, kẻ qua ngắt nhị, người vào bẻ bông. Rồi, với cái câu này của chị thì các bạn đã liên tưởng đến một bài thơ nào hay một câu ca dao nào nói về hình ảnh người phụ nữ chưa nào? Tất cả đều trả lời là bánh trôi nước à? Chính xác. Và bài bánh trôi nước của Hồ Xuân Hương cũng bắt đầu bằng từ thân em đúng không nào? Thân em vừa trắng lại vừa tròn, bầy nổi ba chìm với nước non, rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn, mà em vẫn giữ tấm lòng son. Thế ngoài bài bánh trôi nước ra thì các bạn còn có biết bài nào nói về người phụ nữ nữa không nào? Các bạn nếu mà biết thì comment cho chị nhá. Chính xác, tấm cám, chính xác, Linh Trang có trả lời chính xác. Rồi, thân em như hạt mưa xa, hạt vào đài cát, hạt ra ruộng cày đúng không nào? Rồi, ngoài những câu thơ, ngoài những câu ca dao có mô típ là thân em nói về người phụ nữ, chính xác, bạn Hương Giang nói là thân em như tấm lụa đào này, thân em như củ ấu gai. Rồi, như thế nào nữa? Tiếp nào. Rồi, chính xác. Những câu trả lời này rất là chính xác. Và đây là những câu ca dao mang mô típ thân em nói về người phụ nữ đã đi vào văn học dân gian của chúng ta. Và chính xác cụ thể hơn, đó là ca dao. Ngoài ra thì chị cũng còn rất là ấn tượng với một cái bài ca dao như thế này. Các bạn nghe nhá. Chồng chị để trên bàn, phòng khi đi chợ mua màn về che, thân em như cái chổi đầu hè, phòng khi mưa gió đi về chùi chân. Chúc sinh chúc mọc đầu đình. Chính xác. Rồi, cung oán ngâm khúc, chính xác. Thân em như trái ớt trên cây, chính xác. Mô típ thân em chinh phụ, chính xác. Rồi, người khôn rửa mặt, người phạm rửa chân, chính xác, rất chính xác. Cây môi, đúng rồi, chính xác. Bài Lấy Chồng Chung của Hồ Xuân Hương cũng là một bài thơ viết về người phụ nữ đúng không nào? Chị còn ấn tượng một bài này nữa này, các bạn muốn nghe không? Đây nhá, chị sẽ đọc cái bài ca dao này cho các em nghe xem rằng các em có thấy cái bài ca dao này có giống với một cái bài thơ nào đấy mà buổi trước chị đã đọc cho các em nghe không nhá. Rồi, người ta đi cấy, người ta đi ở có công, thân tôi làm lẽ, càng trông càng buồn. Tối tối chị giữ lấy chồng, chị cho mảnh chiếu nằm xuông chuồng bò, mong chồng chồng chẳng xuống cho, đến khi chồng xuống gà đã gáy dồn.
Cha mẹ con gà kia mày đã gáy dồn, mày làm tao mất vía kinh hồn về nỗi chồng con. Ồ, vậy thì cái bài đây này, cái bài ca dao chị vừa đọc khiến các bạn liên tưởng ngay đến bài lấy chồng chung đúng không nào? À, đấy là những câu ca dao nói về người phụ nữ, à những người phụ nữ là còn là con gái, được ví như thân em, được ví như lụa đào, được ví như củ ấu gai. Đấy là họ chưa đi lấy chồng, còn họ đi lấy chồng rồi thì sao? À, lại rơi vào cái thân phận làm lẽ, lại là rơi vào cái thân phận chồng chung đúng không nào? Nếu mà không phải chồng chung, không phải làm lẽ thì lại thương thay thân phận con tằm, kiếm ăn được mấy phải nằm nhà tơ. Chúng ta thấy được à, hình ảnh người phụ nữ đã đi vào ca dao dân ca như thế, nhưng ở đây thì chúng ta chỉ thấy được cái sự bạc bẽo của đời người, chúng ta thấy được cái người phụ nữ trong xã hội phong kiến xưa rất là bị coi rẻ đúng không nào? Vậy thì đấy là trong văn học dân gian, thì bây giờ nhá, các em lại tiếp tục nhìn lại một hành trình nữa cho chị. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhìn vào văn học trung đại từ thế kỷ thứ 10 cho đến cuối thế kỷ thứ 17, thì chị đố các em tìm được một tác phẩm nào viết về người phụ nữ. Các em có tìm thấy không? Nếu như trăn trở, nếu mà có thì có lẽ người phụ nữ đấy lại mang đủ trong mình những phẩm tiết công dung ngôn hạnh đúng không nào? Rồi, vậy thì trong văn học trung đại thì ở đây chị sẽ đặt ra câu hỏi cho các bạn là tại sao trong từ thế kỷ thứ 10 cho đến thế kỷ thứ 17 thì người phụ nữ lại không xuất hiện trong 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 văn học? À, bởi vì sao? Câu trả lời là truyện Kiều là vào tận thế kỷ thứ 18 cơ. À, chính xác, có nhân vật Vũ Nương rồi. Chuyện Người con gái năm xưa, chính xác. Các bạn nhớ bài kinh khủng khiếp luôn. Vậy thì câu hỏi đặt ra với các bạn là tại sao là trong những cái thế kỷ trước, đặc biệt là từ thế kỷ thứ 10 cho đến thế kỷ thứ 14 thì chưa bao giờ chúng ta thấy được hình ảnh người con gái đi vào trong 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 thơ ca trung đại như thế. Mãi đến khi đến thế kỷ thứ 15, đến thế kỷ thứ 17, rồi đến thế kỷ 18 và nửa đầu thế kỷ 19, chúng mình mới bắt đầu thấy có những cái manh nha của hình bóng của người phụ nữ bắt đầu bước vào văn học trung đại. Đó là Vũ Nương, đó là Thúy Kiều, đó là Thúy Vân, và đó là người chinh phụ có chồng ra lính, rồi đó là cung oán ngâm đúng không nào? Rồi đấy là người con gái trong trong thơ của Hồ Xuân Hương, đấy là người con gái đi lấy chồng, đấy là người phụ nữ lấy chồng chung đúng không nào? Chính xác, chế độ phong kiến trọng nam khinh nữ. Và thêm một điều nữa, đó chính là các bạn lại nhớ cho chị quan niệm về văn học, về văn chương của văn học trung đại, đó chính là phải là văn dĩ tài đạo, thi dĩ ngôn chí. Thế nên thơ ca chỉ nói chí, nói về những cái người đàn ông, nói về những chí nam nhi, là những cái người đứng giữa trời đất, thể hiện bản lĩnh với thời đại, với thời cuộc. Còn hình ảnh người phụ nữ thì sao? À, họ bị coi rẻ, họ coi như là những người người phụ nữ đấy chỉ ở dưới xó bếp thôi và cô chẳng biết gì, thì tại sao cô lại bước chân vào trong thơ ca là những cái thứ mà để tôi truyền tải đạo lý, dùng để nói chí, dùng để truyền tải đạo như thế đúng không nào? Rồi, vậy thì ở đây đến thế kỷ 18 bắt đầu chúng ta thấy xuất hiện rất là nhiều hình ảnh người phụ nữ. Đó là ai? Đó là những người phụ nữ các em đã trả lời, đó là chinh phụ này, đó là người cung oán này, đó là Thúy Kiều. Nhưng ở đây câu hỏi chị sẽ đặt ra cho các bạn là tại sao đến tận thế kỷ thứ 15 bắt đầu là manh nha với Vũ Nương này, bắt đầu manh nha với người chuyện người con gái Nam Xương, nhưng mà mãi về sau cho đến thế kỷ 18 chúng mình mới thấy được hình ảnh người phụ nữ xuất hiện nhiều hơn. Vậy thì câu hỏi của chị đặt ra là tại sao đến thời kỳ này thì bắt đầu người phụ nữ mới đi vào văn chương như thế? À, các em lại phải quay trở lại cái khái quát về 4 thế kỷ, khái quát về 10 thế kỷ văn học trung đại. Trong đấy các bạn nhớ nhất và chú ý tập trung cho chị vào giai đoạn thứ 3, đó chính là cái giai đoạn từ thế kỷ thứ 18 cho đến nửa đầu thế kỷ 19. Và ở trong cái giai đoạn này thì bối cảnh xã hội của chúng ta ra làm sao? Bối cảnh xã hội của chúng ta lúc này thì đất nước, các những chế độ phong triều đình phong kiến đang phân tranh đúng không nào? Và ở đây khổ cực nhất chính là người dân, và khổ hơn nữa đấy chính là người phụ nữ. Chính vì thế bắt đầu văn học có sự chuyển hướng từ đề tài nói về yêu nước, ca ngợi những cái bậc anh hùng những bậc đấng anh hùng, thì bây giờ văn học quay trở lại với những người dân và quay trở lại với số phận con người sống trong đất nước.
Và đặc biệt là hình ảnh phụ nữ. Và chính vì thế, bắt đầu đến đây chúng ta thấy xuất hiện người người phụ nữ trong trong thơ ca. Nhưng chị lại sẽ đặt ra một câu hỏi nữa. Ở đây chị sẽ có một phép so sánh như thế này. Như các bạn đã vừa kể tên, những tác phẩm mà thấy xuất hiện của người phụ nữ, đó chính là ai? Đó chính là Thúy Kiều trong truyện Kiều của Nguyễn Du này. Đó chính là người người Trinh Phụ trong Trinh Phụ Ngâm của Đặng Trần Côn, rồi là người Cung Oán Ngâm trong trong Cung Oán Ngâm khúc của Nguyễn Gia Thiều. Vậy thì bây giờ chị sẽ dùng một tờ giấy nhá để chị so sánh cho các bạn thấy nhá. Các bạn đợi chị một chút xíu. Đây, bây giờ nhá, trước khi vào bài học chị sẽ so sánh cho các bạn thấy này. Người phụ nữ trong đây là người phụ nữ ở thế kỷ thứ 18 đến nửa đầu thế kỷ 19, đó là ai? Nàng Tiểu Thanh, chính xác. Đó là Trinh Phụ này. Người Trinh Phụ. Người cung nữ. Rồi, nào là Thúy Kiều nữa này. Vậy thì các bạn nhìn vào cho chị ba nhân vật này. Trước tiên, thứ nhất về người viết. Về người viết, người viết ba tác phẩm về ba người phụ nữ này là ai? Là Nguyễn Du, là Nguyễn Gia Thiều, là Đặng Trần Côn, và ba người này đều là nam nhi. Các bạn chú ý cho chị phần này nhá. Đều là nam nhi, là một bậc nam nhi nhưng viết về người phụ nữ. Và tiếp theo, những người phụ nữ này thì như thế nào? Hoàn cảnh của họ ra làm sao? Các bạn đã đọc, nếu như các em đã đọc cái bài viết mà chị chia sẻ về thơ của Hồ Xuân Hương theo nhà nghiên cứu Nguyễn Lộc, thì các bạn sẽ thấy ngay là Thúy Kiều này, hay là Trinh Phụ này, hay là cung nữ, thì cái hoàn cảnh xuất thân của họ đều là những thiếu nữ khuê các sống nơi chướng rủ màn che. Như trong truyện Kiều thì Nguyễn Du có giới thiệu rằng là tự ra nghĩ thì mình cũng là bậc trung, ý chỉ là gia đình của Thúy Kiều cũng thuộc vào bậc trung lưu, tức là những người phụ nữ này xuất hiện trong thơ ca trung đại đều là những con người như thế nào nhở, đều là những người có hoàn cảnh xuất thân. Hoàn cảnh xuất thân của họ đều là những bậc khuê nữ sống nơi chướng rủ màn che. Và bây giờ các bạn thấy không, ở đây nhá, đây là người phụ nữ xuất hiện vào những cái thế kỷ 18, nửa đầu thế kỷ 19. Nhưng đến với Hồ Xuân Hương, các em ơi, người phụ nữ trong thơ Hồ Xuân Hương có phải là những người phụ nữ có xuất thân khuê các hay không, nơi đài các, nơi nơi chướng rủ màn che hay không, hay là những người phụ nữ bình thường trong cuộc sống bình thường và với thân phận éo le? Rồi, và để hiểu hơn thì chúng mình hãy cùng nhau thử xem. Chúng mình đã học rồi, và câu hỏi này có lẽ chị đặt ra một cái là các em trả lời được luôn, bởi vì các bạn học bài Bánh Trôi Nước rồi, các bạn thấy đó là hình ảnh người phụ nữ rất bình thường, sống trong cuộc sống đời thường, bị cuộc đời nó nhào nặn, nó bấp bênh đến như thế nào chăng nữa, nhưng cái người phụ nữ sống giữa đời thường đấy vẫn giữ trọn vẹn cho mình cái phẩm hạnh. À đúng rồi, chính xác. Và ở đây, trong thơ của Hồ Xuân Hương, các bạn đọc bài rất kỹ đấy, trong thơ của Hồ Xuân Hương thì chắc chắn rồi, ở đây là một người phụ nữ rất bình thường. Là một người phụ nữ bình thường. Và thêm một yếu tố nữa này, các bạn nhìn này, Hồ Xuân Hương là ai? Là một tác giả nữ, đúng không? Rồi, thì ở đây chúng ta đã thấy được sự khác nhau hoàn toàn giữa thơ của Hồ Xuân Hương và với thơ của các thi sĩ cùng thời lúc bấy giờ. Ở đây Hồ Xuân Hương này là một người phụ nữ, viết về người phụ nữ, nhưng người phụ nữ trong thơ Hồ Xuân Hương lại rất là bình thường, đúng không nào? Còn ở đây thì các bạn lại thấy ở đây là một bậc nam nhi, viết về người phụ nữ, nhưng người phụ nữ xuất hiện trong thơ ca của họ lại là những người phụ nữ có xuất thân cao quý. Được chưa nào? Đấy, các em đã thấy cái điểm rất là mới trong trong thơ của Hồ Xuân Hương cũng như là trong tất cả các sáng tác của bà. Vậy thì bây giờ chị em mình sẽ cùng nhau đi tìm hiểu một tác phẩm cụ thể. Đó chính là bài Tự Tình 2, nằm trong chùm 3 bài tự tình của Hồ Xuân Hương. Xem rằng cái người phụ nữ bình thường này được thể hiện trong thơ Hồ Xuân Hương như thế nào. Nó có thể hiện được tất
cả các khía cạnh mà cái chủ đề nhân đạo trong trong cái giai đoạn này đề ra không? Đó là đề cao con người trần thế, đề cao những cái khát khao hạnh phúc đời thường, rồi trân trọng những cái tài năng của họ. Mình thử xem rằng là trong thơ Hồ Xuân Hương, với khi bà viết về một người phụ nữ bình thường như thế này, thì có thể hiện được hết tất cả những cái đặc trưng như chị em mình đã từng chia sẻ ở các buổi trước hay không? Vậy thì ngay bây giờ chúng mình cùng tìm hiểu luôn nhé. Rồi, ở đây bây giờ các bạn chú ý cho chị này. Các bạn chú ý cho chị ở bài tự tình thì như chị có nói với các bạn đấy thì chúng mình sẽ đi tìm hiểu lần lượt theo thứ tự. Trước tiên thì chắc chắn là bạn nào cũng sẽ đọc bài này, đọc thơ rồi này và chắc chắn là đọc phần tiểu dẫn rồi. Thì bây giờ chị em mình sẽ cùng nhau đọc lại một phần nữa nhé. Đêm khuya văng vẳng trống canh dồn, chơ cái hồng nhan với nước non, chén rượu hương đưa say lại tỉnh, vầng trăng bóng xế khuyết chưa tròn, xiên ngang mặt đất rêu từng đám, đâm toạc chân mây đá mấy hòn, ngàn nỗi xuân đi xuân lại lại, mảnh tình san sẻ tí con. Rồi, đọc xong bài rồi, chắc là từ khóa các em cũng đọc hết rồi đúng không? Vậy thì bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về về tiểu dẫn. Trong phần tiểu dẫn thì ở đây chị khái quát chung sẽ là phần thông tin tác giả mà các em cần nắm bắt. Về thông tin tác giả, trong những phần trước chị chia sẻ thì ở hôm nay chị sẽ nói kỹ hơn, tức là khi đi tìm bất kể một tác giả nào thì các bạn cần phải chú ý cho chị những phần sau. Thứ nhất, đó là về phần cuộc đời. Trong cuộc đời thì các bạn chú ý cho chị, đó chính là trong cuộc đời của Hồ Xuân Hương hay bất kể một thi sĩ nào thì các em cũng sẽ chú ý. Thứ nhất, các bạn sẽ tìm hiểu tên tuổi và quê quán. Đây là một cái thứ rất là quen thuộc mà tất cả các bạn khi đi học, khi hay đi tìm hiểu bất kể một tác phẩm nào thì các em cũng đã được tìm hiểu rồi đúng không nào? Chị để sách giáo khoa trước mặt nhá. Các bạn cũng để sách giáo khoa trước mặt và theo dõi sách giáo khoa, theo dõi và ghi chép những gì chị đang ghi chép ở trên đây nữa nhá. Rồi các bạn có nhìn rõ không? Mình sẽ bắt đầu luôn. Rồi, về phần tác giả thì ở Hồ Xuân Hương, và chị cũng lưu ý rằng là hôm nay chị sẽ kể cho các bạn nghe một vài câu chuyện khá là thú vị về Hồ Xuân Hương. Thế nên là bây giờ chị sẽ bắt đầu luôn để khỏi khỏi mà các em phải kiểu như là ồ không biết chị Dung kể gì đây. Rồi, nhìn rõ đúng không? Thứ nhất thì mình sẽ tìm hiểu trước, đó là Hồ Xuân Hương, tên đầy đủ cũng là Hồ Xuân Hương. Và chúng ta biết đến bà một danh xưng, đó chính là bà Chúa Thơ Nôm, đúng không nào? Chị thấy nhá, cái danh xưng bà Chúa Thơ Nôm này có rất nhiều anh chị lớp 12 nhầm đấy, nhầm bà Chúa Thơ Nôm và Xuân Quỳnh đấy, có rất rất là nhiều bạn nhầm. Thế nên sau ngày hôm nay các bạn phải nhớ luôn cho chị, Hồ Xuân Hương, nhắc đến Hồ Xuân Hương một cái là à, bà là bà Chúa Thơ Nôm và cũng đừng có nhầm với bất kể Xuân Quỳnh hay Xuân Diệu hay hay ai nhá. Rồi, và có một điểm đặc biệt trong khi mình đi tìm Hồ Xuân Hương là mình không biết năm sinh năm mất của bà. Ở đây vẫn là một dấu hỏi chấm. Ở đây là một dấu hỏi chấm. Bởi vì sao? Thơ của Hồ Xuân Hương, và Hồ Xuân Hương là một hiện tượng khiến rất là nhiều nhà nghiên cứu tranh cãi. Đến bây giờ chúng ta vẫn chưa biết được năm sinh năm mất của bà là bao nhiêu. Chỉ biết là bà sống vào trong khoảng thế kỷ thứ 18 cho đến đầu thế kỷ thứ 19. Chúng ta chỉ biết khoảng thời gian của bà sống thôi, mà chúng ta không biết rõ bà sinh năm bao nhiêu, mất năm bao nhiêu. Rồi, ở quê thì các bạn nhớ cho chị, quê của người con gái này ở huyện, ở làng Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Bà sinh ra ở Nghệ An, tuy nhiên lại sinh sống phần nhiều chủ yếu ở thành Thăng Long. Đây, trong sách giáo khoa có một chi tiết nói rằng như thế này. Nữ sĩ có một ngôi nhà riêng ở gần Hồ Tây, tức là Hà Nội bây giờ, và lấy tên là Cổ Nguyệt Đường, hay còn gọi là Cổ Nguyệt, là chiết tự của chữ Hồ, tức là họ Hồ của Xuân Hương, tức là ngôi nhà Cổ Nguyệt này của Xuân Hương nằm ở Hồ Tây, tức Hà Nội bây giờ. Người con gái này sinh ra ở Nghệ An nhưng lại lớn lên và chủ yếu sống ở thành Thăng Long. Các bạn chú ý chi tiết này cho chị nhé. Rồi, ý thứ ba về phần cuộc đời các bạn cần nhớ cho chị, đó chính là gia đình của Hồ Xuân Hương. À, đến phần gia đình này mới có câu chuyện kể cho các bạn đây. Về gia đình của Hồ Xuân Hương thì có rất là nhiều tranh cãi các em ạ. Nhưng mà theo trong sách giáo khoa thì ở đây ta thấy là cái nhận định đầu tiên về gia đình của Hồ Xuân Hương đó chính là con của ông Hồ Phi Diễn. Và Hồ Phi Diễn thì sinh năm 1704 và
cái dòng họ Hồ này tức là một cái dòng họ có cái truyền thống nho học đỗ đạt và làm quan. Tuy nhiên đến đời Hồ Phi Diễn thì bị sa sút rất là nhiều, chính vì thế mà ông phải ra Bắc để dạy học. Ông ra Bắc dạy học. Và lúc này khi mà ngược từ từ trong phía miền Trung là Nghệ An ra Bắc để dạy học thì ông bắt gặp người con gái người Bắc Linh, người Bắc Ninh họ Hà, người con gái họ Hà quê Bắc Ninh. Chị viết tắt từ Bắc Ninh nhá, và lấy bà làm vợ lẽ. Sau đó thì sinh ra Hồ Xuân Hương, nữ thi sĩ của chúng ta. Rồi, ở đây ngoài nghiên cứu nói rằng Hồ Xuân Hương là con của Hồ Phi Diễn thì chị còn đọc được một tư liệu nói về một cái phần gia đình của Hồ Xuân Hương, đó chính là họ cho rằng là Hồ Xuân Hương không phải là con của ông Hồ Phi Diễn, mà ở đây người ta nói rằng là Hồ Xuân Hương là con của đây để chị sẽ nhìn nhìn lại phần này một chút, là con của ông Hồ Sĩ Danh và là em cùng cha khác mẹ với Hồ Sĩ Đống. Tuy nhiên thì cái ông Hồ Sĩ Danh này cũng là quê ở Nghệ An và sau đấy thì cũng ngược ra Bắc và cũng lấy người con gái họ họ gì nhỉ? Người con gái cũng là lấy người con gái họ Hà. Vậy thì ở đây có hai giả định được đưa ra, một là Hồ Xuân Hương là con của ông Hồ Phi Diễn, hai là Hồ Xuân Hương là con của Hồ Sĩ Danh. Vậy bây giờ có hai cái nghiên cứu đưa ra tranh cãi như thế này và chưa có kết quả xem đâu là đúng, đâu là sai. Vậy thì mình lấy thông tin nào đúng không nào? Chính xác, có nhiều bạn bảo chị là bây giờ là em lấy thông tin nào. Và ở đây thì bây giờ các bạn nhìn vào hai phần thông tin này thì các bạn thấy rằng trước tiên thì chúng mình vẫn chắc chắn rồi, bám sát sách giáo khoa. Và sách giáo khoa ghi rằng là con của ông Hồ Sĩ Danh, chính vì thế mình sẽ theo sách giáo khoa được không nào các em? Và thêm chị cũng nhấn mạnh với các bạn thêm một điều nữa, dù là con của Hồ Sĩ Danh hay là con của Hồ Phi Diễn thì các bạn cũng thấy rằng phụ thân của Hồ Xuân Hương đều ở miền trong, đều ở tỉnh Nghệ An và sau đấy cũng ngược ra Bắc và làm quen lấy một cô gái họ Hà quê Bắc Ninh. Sau đó nhưng người con gái họ Hà này chỉ được lấy làm lẽ thôi và sau đó thì sinh ra Hồ Xuân Hương. Vậy thì dù là con của ai thì chúng ta vẫn thấy có một cái điểm chung ở đây, đó chính là cha đằng trong, mẹ đằng ngoài, hai người lấy nhau và mẹ của Hồ Xuân Hương làm lẽ. Đấy, các bạn chỉ nhớ thông tin như vậy thấy cho chị là cái nét chung nhất. Và mình sẽ theo thông tin nào và tin tưởng thông tin nào thì chắc chắn rồi, các bạn tin tưởng cho chị thông tin trong sách giáo khoa. Ok chưa nào? Nhớ nhá. Vậy thì chốt chung quy lại, dù là có rất là nhiều nghiên cứu đưa ra những cái thông tin về Hồ Xuân Hương, những cái giả định như thế thì mình đều có một cái sự lựa chọn thông minh, đó chính là trước tiên mình phải bám sát vào sách giáo khoa. Và cái thứ hai là dù có như thế nào chăng nữa thì giữa hai cái thông tin này dù khác nhau nhưng vẫn sẽ có phần giống nhau như chị vừa nói đúng không nào? Xong, sau khi tìm hiểu về phần gia đình xong thì có lẽ là đến phần này, đó chính là cuộc đời của Hồ Xuân Hương, thì các bạn chú ý cho chị cái điểm này là cái điểm quan trọng nhất, là đó chính là Hồ Xuân Hương có cái tình duyên, nghĩa là cuộc đời tình duyên của Hồ Xuân Hương thì vô cùng là éo le và oan trái. Éo le, oan trái. Oan trái và éo le như thế nào? Thì thứ nhất được thể hiện qua mũi tên thứ nhất, đó chính là tình duyên của bà đến vô cùng muộn màng. Tình duyên của bà đến muộn màng lắm, tức là không phải là thiếu nữ 18 đôi mươi mà bà mới lấy mà bà đã lấy chồng, là tức là bà mãi sau về sau mới lấy chồng, tức là tình duyên đến rất là muộn. Rồi sau đấy lại phải qua hai lần chồng, mà hai lần chồng này một lần làm lẽ, rồi hai cả hai lần đều phải làm lẽ, rồi sau đấy còn phải chịu cảnh quá buộng. Ở đây thì lại có một cái câu chuyện như thế này chị muốn kể với các bạn, đó chính là về cái cuộc đời của Hồ Xuân Hương. Tức là khi mình tìm hiểu về tác giả Hồ Xuân Hương ấy thì rất là có nhiều cái chia sẻ nói rằng là Hồ Xuân Hương thì hiện tại mình chưa biết thông tin chính xác là như thế nào. Thế nên cũng có rất là nhiều nhà nghiên cứu cãi nhau về cái việc là hai lần chồng của Hồ Xuân Hương là ai. Vậy thì hai lần chồng Xuân Hương ở đây là ai thì chị có đọc một cái bài nghiên cứu, tức là bà chúa thơ Nôm Hồ Xuân Hương
Hồ Xuân Hương bà chúa thơ Nôm do Xuân Diệu là người nghiên cứu. Thì Xuân Diệu đầu tiên khi nghiên cứu về cuộc đời của Hồ Xuân Hương thì Xuân Diệu có viết một cái bài, đó chính là Văn tức là đời và đời tức là văn, ý chỉ là cuộc đời của Hồ Xuân Hương với sự nghiệp sáng tác luôn song hành với nhau. Cái sự nghiệp sáng tác và cái cuộc đời thực của Hồ Xuân Hương luôn song hành với nhau như thế nào, thì chúng ta thấy được là ngay khi mà trong cái bài nghiên cứu đấy thì Xuân Diệu có nói như thế này, tức là đời chồng đầu tiên khi mà bà phải đi lấy chồng thì đây là bị ép gả. Mà ép gả cho ai? Ép gả cho ông Tổng Cốc. Mà ông Tổng Cốc này chính là một cái người, ông Tổng Cốc ở đây là một người góa vợ, tức là ông này góa vợ rồi sau đấy mới lấy Hồ Xuân Hương. Và sau đấy thì cái ông này là một cái ông như thế nào nhỉ, là góa vợ này, tục gọi là Tổng Cốc này. Sau đấy nói chung là Hồ Xuân Hương vì phải ép gả cho Tổng Cốc, thế nên là mà khi đến với Hồ Xuân Hương khi đến với Tổng Cốc thì nói chung là bà cảm giác là bà không muốn, bà không muốn cuộc tình này xảy ra. Chính vì thế mà khi mà Tổng Cốc chết ý thì Hồ Xuân Hương có làm một cái bài khóc ông Tổng Cốc như thế này: Chàng cóc ơi chàng cóc, thiếp bén duyên chàng có thế thôi, nòng nọc đứt đuôi từ đây nhé, nghìn vàng khôn chuộc giấu bôi vôi. Đấy là khi mà Hồ Xuân Hương tình duyên đến muộn màng và phải ép gả cho ông Tổng Cốc, thì bà không thích cái mối tình duyên này và cũng chẳng hòa hợp gì. Thế nên là khi ông Tổng Cốc chết thì bà đã khóc bài như thế. Và về sau thì đúng chính xác, đó chính là đến thời của ông Phủ Vĩnh Tường. Đến với cái thời ông Phủ Vĩnh Tường này thì chúng ta biết rồi đấy, ông Phủ Vĩnh Tường là một thủ khoa làm quan đến tận phủ, là một ông thủ khoa làm đến tận Phủ Vĩnh Tường, và người ta hay hay thuộc tỉnh Vĩnh Yên ấy, và người ta quen gọi ông là ông Phủ Vĩnh Tường luôn. Và đây là người chồng thứ hai trong cuộc đời của Hồ Xuân Hương. Với người chồng này thì là một người rất là giỏi giang, đối đáp thơ ca cùng với Hồ Xuân Hương sướng họa, hai người rất là tâm đầu ý hợp. Nhưng phận lại khổ, phận lại mỏng, làm sao Hồ Xuân Hương khi lấy ông Phủ Vĩnh Tường lại là vợ lẽ. Và ở đây khi mà rơi vào cảnh lẽ mọn thì có lẽ trong văn học trung đại của chúng ta cũng có từng một nhà thơ cũng từng đi làm lẽ nhưng lại khác hoàn toàn so với Hồ Xuân Hương. Đấy chính là bà, nãy chị vừa thấy có một bạn comment, đó chính là giống ai nhỉ, Đoàn Thị Điểm đúng không nào. Đoàn Thị Điểm cũng là vợ lẽ, duyên phận cũng muộn màng, nhưng mà khi mà Đoàn Thị Điểm là vợ lẽ, vợ kế của nhà danh sĩ Nguyễn Kiều, thì hai vợ chồng họ lại rất tâm đầu ý hợp, sống với nhau rất là hạnh phúc, họ trọn vẹn hạnh phúc của họ. Chính xác là Đoàn Thị Điểm em ạ. Tuy nhiên thì đến đây chúng ta thấy được rằng là hóa ra là Hồ Xuân Hương của chúng ta khi mà lấy ông Vĩnh Tường rồi thì bà phải làm ra một cái bài thơ, đấy là lấy chồng chung, kẻ đắp chăn bông kẻ lạnh lùng, chém cha cái kiếp lấy chồng chung, năm chừng 10 họa hay chăng chớ, một tháng đôi lần có cũng không, cố đấm ăn xôi xôi lại hỏng, cầm cầm bằng bằng cầm bằng làm mướn mướn không công. Chính vì thế, chính vì cái cảnh lẽ mọn của mình, ôi sao mà hẩm hiu, sao mà cô đơn hiu quạnh như thế so với người bạn đồng thời là Đoàn Thị Điểm, thì ôi sao cái thân phận của mình nó khổ đến như vậy. Và để đến cuối cùng, chính vì cái kiếp chồng chung lẽ mọn như thế này mà Hồ Xuân Hương thốt ra hai tiếng: Thà trước thôi đành ở vậy xong, thà thôi sau sau khi mà bén duyên với ông Tổng Cốc hóa chồng rồi thì mình cứ ở vậy đi, bén duyên lần nữa làm gì, để đến bây giờ vào cảnh lẽ mọn chồng chung, kẻ đắp chăn bông kẻ lạnh lùng, rồi năm thì 10 họa hay chăng chớ. Khi đến bài này thì chúng ta lại thấy là chị Dương ở đoạn trước vừa đọc một bài ca dao cũng về lấy chồng chung. Thì tự nhiên chúng ta thấy là thơ ca Hồ Xuân Hương nghe có vẻ là rất là giống thơ ca văn học dân gian đây. Các bạn có liên tưởng đến điều đấy không? Rồi. Vậy thì ở đây chúng ta thấy là cuộc đời của Hồ Xuân Hương nhưng mà lại cũng éo le vô cùng thay, đó chính là khi lấy ông Vĩnh Tường sau một thời gian thì Hồ Xuân Hương lại chịu cảnh góa chồng. Chính vì thế tình duyên muộn màng này, qua hai lần đò thì lại không hạnh phúc. Rồi đến khi mà lấy làm lẽ làm ông Phủ Vĩnh Tường tưởng rằng được một người có học, là một người có thể chia sẻ được cái nỗi ưu tư của mình, thì lại rơi vào cảnh lẽ mọn, lại rơi vào cảnh kẻ đắp chăn bông kẻ lạnh lùng. Chính vì thế mà chúng ta dám khẳng định ở đây là tình duyên của Hồ Xuân Hương rất là éo le và oan trái.
Rồi các bạn chú ý cho chị phần đấy nhá. Đấy là về cuộc đời của thi sĩ Hồ Xuân Hương. Rồi, tiếp theo, sau khi tìm hiểu xong về phần cuộc đời, có lẽ ở phần cuộc đời thì các bạn chú ý cho chị 1, 2, 3, 4 ý như thế này, được chưa nào? À, chắc chắn rồi. À, về nghiên cứu thì chắc chắn là có nhiều người, hiện tượng Hồ Xuân Hương là một hiện tượng rất là đặc biệt trong văn học trung đại. Tuy nhiên là chị vẫn khẳng định với các bạn Hồ Xuân Hương là có thật các em nhé. Tiếp này, và đến đây chị sẽ nói về sự nghiệp sáng tác của Hồ Xuân Hương. Về sự nghiệp sáng tác thì các bạn cần chú ý cho chị những điểm sau. Thứ nhất là sáng tác của Hồ Xuân Hương bao gồm những sáng tác của Hồ Xuân Hương bao gồm cả hai mảng, đó chính là thơ nôm, thơ chữ nôm và thơ chữ Hán. Và ở đây mình chú trọng nhiều hơn ở thơ chữ nôm. À, mình hãy quay trở lại. À, bởi vì sao? Bởi vì bà được mệnh danh là bà chúa thơ nôm, đúng không nào? Và có một điều rất là đặc biệt, đó chính là các bạn nhìn trong sách giáo khoa này. Vào năm 1964 thì các nhà nghiên cứu phát hiện ra nữ thi sĩ còn có tập thơ đó là Lưu Hương Ký, bao gồm 24 bài thơ chữ Hán và 26 bài thơ chữ nôm. Ở đây phát hiện ra tập Lưu Hương Ký, bao gồm 24 bài chữ Hán, 24 bài chữ Hán chị viết tắt nhé, và 26 bài chữ nôm. À, đến cái phần sự nghiệp sáng tác này thì chắc chắn rồi, ở đây lại có một cái ý kiến trái chiều về sự nghiệp sáng tác của Hồ Xuân Hương. Bởi vì khi nghiên cứu về Hồ Xuân Hương là một cái gì đấy khiến chúng ta tranh cãi rất là nhiều. Ở đây có nghiên cứu nói như thế này, tức là khi mà cái tập Lưu Hương Ký này được phát hiện vào năm 1964 này, thì ở trong cái đầu đề của tập Lưu Hương Ký này có một cái lời đề từ như thế này, tức là đấy là một cái bài tựa, tức là bài lời tựa đấy trực tiếp như sau: sang mùa xuân năm Giáp Tuất, tức là năm 1814, tôi, tức là Tốn Phong Thị, tìm đến chỗ ở cũ của cô, hai bên vừa mừng vừa tủi, Xuân Hương liền cập tập Lưu Hương Ký đưa cho tôi mà xem và bảo tôi rằng, các bạn chú ý này, Hồ Xuân Hương bảo rằng như thế này, và đây là lời đề từ trong tập Lưu Hương Ký có ghi như thế này: đây là tất cả thơ văn trong đời tôi từ trước đến nay, nhờ anh làm cho tôi lời bài tựa. À, lời tựa của bài Lưu Hương Ký nói rằng Lưu Hương Ký là tất cả thơ văn của đời tôi. À, chính vì từ cái lời tựa này mà có rất là nhiều nhà nghiên cứu cho rằng là Lưu Hương Ký mới chính là sự nghiệp sáng tác của thơ Hồ Xuân Hương. Và họ đã hoàn toàn phủ nhận toàn bộ những cái sáng tác thơ nôm của bà. Bởi vì sao? Họ vin vào cái cớ là đây là toàn bộ những cái sự nghiệp sáng tác của tôi. Và họ bảo rằng là Hồ Xuân Hương không có một bài thơ nôm nào hết. À, bởi vì ngoài 26 bài thơ nôm trong Lưu Hương Ký ra thì những bài thơ nôm khác không nằm trong tập này đều không phải của Hồ Xuân Hương, mà chỉ là của những cái người khác gắn vào cho Hồ Xuân Hương thôi. À, vậy thì cái sự tranh cãi này diễn ra như thế nào? À, cái cuộc tranh cãi này là cãi nhau dài lắm, họ không cãi nhau không hết, họ cứ nói rằng là bởi vì để họ phủ nhận cái việc thơ nôm của Hồ Xuân Hương là không tồn tại. Nhưng các em ơi, chúng mình lại phải nhìn lại bằng một cái con mắt khác, ở một chiều kích khác, tức là chúng mình lại phải đặt bản thân mình, đặt là một nhà nghiên cứu hay là một người học, thì chúng mình lại đặt vào trong cái bối cảnh lịch sử lúc bấy giờ. À, là thơ nôm, thơ chữ nôm và thơ chữ Hán thì người ta coi rằng là quan niệm là thơ chữ nôm chỉ là những thứ rất là bình thường, rông dài, chấp nhặt lại để mua vui thôi, còn thơ chữ Hán mới là tinh hoa. Chính vì thế mà cái lời đề từ khi Hồ Xuân Hương nói thế thì chúng mình cũng dễ dàng có thể hiểu được rằng là thơ chữ Hán thì người ta coi rằng đấy là những tinh hoa nên họ nói thế. Và cái phần này cũng dễ hiểu khi chúng ta tìm hiểu đến truyện Kiều của Nguyễn Du, thì truyện Kiều của Nguyễn Du là một cái bản thiên hùng ca mà chúng ta thấy là bất hủ của dân tộc Việt Nam. Thế nhưng Nguyễn Du cũng chỉ có nói một vài câu như thế này, tức là lời quê chấp nhặt râm dài, mua vui cũng chỉ được vài trống canh. Tức là ngay chính Nguyễn Du khi sáng tác truyện Kiều bằng thơ nôm cũng chỉ coi là nó chỉ là những cái lời quê râm, những lời quê chấp nhặt râm dài thôi, mà không phải là một cái gì cả. Thì ở đây Xuân Hương cũng sẽ giống Nguyễn Du, tức là những cái bài thơ nôm của bà cũng coi là những cái lời râm dài chấp nhặt. Chính vì thế cái quan điểm mà đưa ra là Lưu Hương Ký ấy, mới là sáng tác của Hồ Xuân Hương, thì ở đây cái nghiên cứu đấy mình cũng không phủ nhận nó đúng, mà mình không phủ nhận nó là sai, bởi vì cái này là nghiên cứu và cần các nhà nghiên cứu có thời gian.
Ở đây thì chị chỉ muốn chú ý với các bạn một điều rằng dù Lưu Hương Ký có phải là của Hồ Xuân Hương hay không, hay là Lưu Hương Ký không phải của Hồ Xuân Hương, thì chúng ta cũng phải khẳng định một điều rằng là với Lưu Hương Ký để làm phong phú thêm, với sự phát hiện của Lưu Hương Ký để làm phong phú cái sự nghiệp sáng tác, làm phong phú sự nghiệp sáng tác của Hồ Xuân Hương. Còn Hồ Xuân Hương vẫn sẽ là bà chúa thơ nôm của chúng ta, chúng mình không phủ nhận điều này, được chưa nào? Ở đây thì đây là câu chuyện mà chị nói rằng các nhà nghiên cứu cãi nhau về vấn đề Lưu Hương Ký rất là nhiều như thế này, gây rất là nhiều tranh cãi. Tuy nhiên, với bản thân là một người học thì cái việc Lưu Hương Ký xuất hiện có đúng thực sự là của Hồ Xuân Hương hay không phải là của Hồ Xuân Hương hay không, thì ở đây mình cần thời gian để xác nhận sự thực. Và ở đây khi mình học thì chị chỉ nhấn mạnh với các bạn là Hồ Xuân Hương sáng tác ở hai mảng cả thơ nôm và thơ chữ Hán, và chú trọng đó là ở mảng thơ chữ nôm. Bà được mệnh danh là bà chúa thơ nôm. Với sự phát hiện của Lưu Hương Ký, với sự đóng góp của 24 bài chữ Hán thì sẽ làm phong phú thêm sự nghiệp sáng tác của Hồ Xuân Hương, chứ không làm mất đi sự nghiệp sáng tác thơ nôm của bà. Ok chưa nào? Thế nên khi mà nhìn những cái vấn đề tranh cãi thì chúng mình cần đặt ra một cái con mắt hai chiều để mình nhìn nhận từng một vấn đề một. Ok chưa không các em? Rồi, vậy chốt cái phần sự nghiệp sáng tác về những cái tranh cãi về Lưu Hương Ký trong giới nghiên cứu, thì các bạn chỉ cần hiểu cái vấn đề là như thế, và chốt lại với Lưu Hương Ký thì sẽ làm phong phú thêm sự nghiệp sáng tác cho Hồ Xuân Hương, được chưa nào? Ok nhá, phần này các em hiểu rồi đúng không? Hiểu rồi thì bây giờ chúng mình sẽ chuyển sang một phần tiếp. Đây là phần quan trọng nhất mà khi các bạn tìm hiểu về sự nghiệp sáng tác của bất kỳ một nhà thơ nào, đó chính là phong cách. Rồi, đến phần này, phong cách thì chắc chắn rồi, gói gọn trong sách giáo khoa luôn các em ạ. Đây nhá, với phong cách của Hồ Xuân Hương thì các bạn sẽ chú ý cho chị những ý sau. Thứ nhất, đó là Hồ Xuân Hương là một hiện tượng độc đáo. Trước tiên mình sẽ khẳng định là một hiện tượng rất là độc đáo. Thứ nhất, đó là một nhà thơ phụ nữ viết về phụ nữ. Rồi, ở đây, một nhà thơ phụ nữ nhưng lại đi viết về phụ nữ. Đã rất là độc đáo rồi. Bởi vì sao độc đáo? Bởi vì chị đã so sánh với các bạn ở phần đầu giờ đấy. So sánh với các nhà thơ cùng thời, cùng trong cái giai đoạn thứ 3 đấy, nhưng lại là tất cả đều là nam nhi viết về phụ nữ. Nhưng ở đây Hồ Xuân Hương của chúng ta là một hiện tượng phụ nữ viết về phụ nữ, là một hiện tượng vô cùng độc đáo. Tiếp nữa, và gạch đầu dòng thứ hai mà các bạn cần lưu ý cho chị trong phong cách sáng tác của thơ Hồ Xuân Hương, đó chính là thơ Hồ Xuân Hương vừa trào phúng vừa trữ tình. Vừa trào phúng, vừa trữ tình. Nhớ cho chị cái này. Được chưa nào? Rồi, cộng đồng dòng thứ 3 các bạn cần phải nhớ về phong cách sáng tác của Hồ Xuân Hương, đó chính là đậm đà chất văn hóa dân tộc. Đậm đà văn học dân gian. Đậm đà văn học dân gian. Đậm đà văn học dân gian. Thấy ngay khi mà chị đọc bài mô típ thân em trong ca dao đúng không? Ngay bài bánh trôi nước của Hồ Xuân Hương thôi, chúng mình cũng đã thấy được là cái sự mô típ của dân gian nó đã đi vào trong thơ Hồ Xuân Hương này. Chị cũng đã đọc bài ca dao về cái kiếp lấy chồng chung của những cái con người mà họ viết ở trong những cái giai đoạn sáng tác văn học dân gian như thế. Và đến thơ Hồ Xuân Hương trong bài lấy chồng chung thì chúng ta cũng thấy được đúng không nào? Ở đây, đậm đà chất văn học dân gian, nó từ ngôn ngữ cho đến hình tượng. Cả ngôn ngữ cũng đậm đà, rồi hình tượng cũng rất là đậm đà chất dân gian ở đây. Từ ngôn ngữ và hình tượng đều đậm đà chất văn học dân gian. Ôi không các em. Rồi, với phong cách sáng tác thì các bạn chú ý cho chị ba gạch đầu dòng này, nhớ nhá. Rồi, sau khi mình đi tìm hiểu hết về thông tin tác giả, về cả cuộc đời, về sự nghiệp sáng tác rồi, thì có lẽ các bạn bảo là ôi chị ơi nhiều thế này, thì bây giờ em phải nhớ như thế nào để có thể nhớ được những cái đặc điểm quan trọng nhất của Hồ Xuân Hương? Thì có lẽ đến đây các bạn lại chú ý cho chị. Ở đây, chị sẽ có một phần chốt lại khi mà chúng mình học như thế này, để cho những bạn nào có thể theo khối A, khối B đều có thể học một cách dễ dàng nhất. Tức là chị sẽ chốt một phần từ khóa. Ở đây chị sẽ có một ô từ khóa để cho các bạn ghi nhớ nhá. Tức là mình sẽ, khi mà mình tìm hiểu về thông tin của tác giả xong, thì mình sẽ có một vài từ khóa sau đây mà các bạn cần nhớ cho chị này. Thứ nhất, về mặt cuộc đời, các bạn chỉ nhớ cho chị cuộc đời tình duyên của Hồ Xuân Hương éo le và trái ngang. Và hãy nhớ đến câu chuyện tình duyên muộn màng của Hồ Xuân Hương chị vừa kể với ông Tổng Cóc và ông Phủ Vĩnh Tường. Được chưa nào? Hãy nhớ cho chị phần đấy. Các bạn hãy nhớ cho chị ý này này.
Rồi, sang sự nghiệp sáng tác thì các bạn chú ý cho chị, bà sáng tác chủ yếu ở thơ nôm và được mệnh danh là bà chúa thơ nôm. Đó, các bạn chú ý cho chị những gì đấy. Và thêm nữa, các bạn chú ý thêm cho chị về phong cách sáng tác. Về phong cách sáng tác thì các bạn chú ý cho chị ba gạch đầu dòng ngắn gọn đơn giản như thế này. Là một nhà thơ phụ nữ, viết về phụ nữ, các bạn nhớ phụ nữ này. Rồi, hai hai cái cảm hứng đó là trào phúng, trữ tình, rất là đơn giản để có thể nhớ được đúng không nào? Rồi thêm nữa, đậm đà văn học dân gian. Cái này thì cái có vẻ khó nhưng mà sẽ liên tưởng luôn thân em như trái bần trôi, thân em như củ ấu gai và thân em vừa trắng lại vừa tròn đấy, cái sự dân gian, cái đậm đà văn học dân gian nó ở đấy. Tất cả những cái nguồn mạch văn học dân gian đều chảy trong thơ Hồ Xuân Hương. Thế nên phần đây là tất cả những cái từ khóa mà chị đã gạch bằng bút dấu như thế này thì các bạn có thể nhớ cho chị những ý chính như thế này nhá. Với tất cả những thứ này thì các bạn chỉ cần nhớ cho chị 1 2 3, đó chính là cuộc đời, tình duyên éo le, là bà chúa thơ nôm và phong cách sáng tác với ba gạch đầu dòng ngắn gọn như thế. Được chưa nào? Các bạn đã hiểu được phần thông tin tác giả với cuộc đời và sự nghiệp sáng tác của Hồ Xuân Hương với những cái sự tranh cãi như thế thì mình là người học thì mình hãy để một con mắt hai chiều để mình soi xét mọi vấn đề. Được không các em? Rồi, nếu như mà các bạn hiểu rồi thì có lẽ bây giờ đến phần tiếp theo mà chúng mình cần tìm hiểu khi đi tìm hiểu một tác phẩm nào đó chính là mình sẽ đi tìm hiểu cụ thể về tác phẩm đó, đó chính là thông tin tác phẩm. Với bài này, với bài Tự tình thì tác giả cũng đã ghi rất là, trong sách giáo khoa cũng ghi rất là rõ rồi, đó chính là bài Tự tình thì nằm trong chùm thơ Tự tình gồm 3 bài của thơ Hồ Xuân Hương đúng không nào? Thì trước tiên ở đây chúng mình có thể thấy được ở trong phần thông tin tác phẩm này các bạn cần nắm được các thông tin như sau cho chị. Thứ nhất đó là xuất xứ của bài. Trước tiên mình sẽ có xuất xứ nhé các em nhé. Chị có xuất xứ. Rồi, đó là chùm, nằm trong chùm 3 bài Tự tình. Rồi nhớ cho chị phần này, rất là đơn giản thôi. Và thứ hai, ý thứ hai đó chính là đề tài. Đề tài của bài Tự tình này là gì? Đó chính là Tự tình. Ở đây các bạn sẽ hỏi chị là Tự tình là gì thì chúng mình chỉ cần chiết tự là sẽ hiểu. Tự ở đây là tự bản thân, còn tình ở đây là tình cảm, cảm xúc, và chiết tự ở đây là tắc, tức là một cái đề tài dùng để tự bộc lộ cảm xúc, dùng để tự bộc lộ những cảm xúc, tình cảm của bản thân. Và chị khẳng định đây là một đề tài rất là mới trong thơ ca trung đại. Rồi, các bạn nhớ cho chị phần này nhá, là đó là phần đề tài của bài thơ Tự tình. Và ở đây chắc chắn rồi, ở đây mình sẽ có thể thơ. Thể thơ ui đơn giản kinh khủng khiếp, đúng không? Bởi vì ở đây mình học mãi rồi, mình chỉ cần nhìn vào ở trong phần này thôi, mình chỉ cần đếm số dòng, đếm số chữ trong một câu thì các bạn sẽ xác định được luôn thể thơ của bài Tự tình này, đó chính là gì? Đó chính là thất ngôn bát cú đường luật. Đó, các em nhớ chị những ý này nhá. Thất ngôn bát cú đường luật. Rồi, chính xác thân ngôn bát cú. Ok, đúng rồi. Vậy thì ở đây bây giờ mình sẽ dừng lại phần tác phẩm này, chị sẽ hỏi các bạn một câu hỏi đây. Khi mà các bạn đọc đến phần thông tin tác phẩm như thế này, thì xong các em chuyển sang đọc văn bản đúng không nào? Vậy thì khi mà các bạn đọc văn bản này, các bạn có cảm nhận là nhân vật trữ tình hay là chính xác ở đây có thể là Hồ Xuân Hương đã sáng tác cái bài thơ này dựa trên những cảm hứng nào không? À, cảm hứng sáng tác. Cảm hứng sáng tác bài Tự tình. Câu hỏi là ra ở đây cảm hứng sáng tác của bài Tự tình này là khi nào? Có phải là khi trời trong gió mát, thế là Hồ Xuân Hương ngồi thơ thẩn, thế Hồ Xuân Hương sáng tác ra bài này không? Hay là sáng tác trong một cái hoàn cảnh khác? Ngay câu đầu tiên thì mình đã thấy được hoàn cảnh sáng tác ở đây, cái cảm hứng dành để Hồ Xuân Hương sáng tác bài này có lẽ nó chính là vào đêm khuya, vào cái không gian rất là tĩnh mịch, đêm khuya rất là thanh tĩnh, và cái không gian buổi đêm thì như các bạn biết rồi đấy. Chính xác là không gian đêm khuya các em ạ. Mà không gian đêm khuya các bạn thử tưởng tượng mà xem, rất là thanh vắng như thế, và cái đêm khuya cũng là cái nơi mà chúng mình sẽ sống thật với cảm xúc nhất, đúng không nào? Vào đêm nhá, vào buổi đêm nhá, nhưng không phải buổi tối các em, vào đêm khuya. Và trong cái buổi đêm đấy, nhân vật trữ tình xuất hiện. Nhân vật trữ tình xuất hiện như thế nào? Các bạn đọc rồi, có một mình thôi đúng không? Và các bạn thấy
Nếu như chúng mình đặt bản thân vào trong hoàn cảnh của cái bài này, chị chưa tìm hiểu bất kể một cái chi tiết nào. Chị đang hỏi là khi mà các bạn đọc xong thì các bạn có thấy được rằng là nhân vật chưa tình đây là buổi đêm này, đây nhân vật chưa tình một mình này, xong thì nhân vật chưa tình có những cái biểu hiện cảm xúc như thế nào. Đây là cái phần đầu tiên mà khi các bạn đọc văn bản xong, các bạn có thể cảm nhận được tất cả những phần này, chưa cần có một cái sự phân tích nào cả thì các em đã có thể thấy ngay được rồi. Chính xác nó là sự cô đơn lẻ bóng. Bây giờ mình thử đặt hoàn cảnh là mình vào trong cái hoàn cảnh của nhân vật chưa tình này xem như thế nào. Trong cái đêm khuya thanh vắng như thế, buồn xong là cô đơn lẻ loi như thế, nhìn suy nghĩ về bản thân mình thì đang cô đơn lẻ loi, nhìn ra mọi tròn thì thấy làm sao, thì thấy nhà nhà tắt điện rồi sao, bên cạnh những con người đấy thì đều có người bầu bạn tâm sự và chia sẻ. Nếu như bản thân chị khi mà đặt vào hoàn cảnh của nhân vật chưa tình thì chị sẽ cảm nhận được cái cảm giác là ôi sao mà cô đơn thế, xung quanh mình thì mọi người đều có bầu bạn để chia sẻ, đều có người ấp tay gối, mà bây giờ bản thân mình vẫn cô đơn lẻ bóng như thế này thì chắc chắn có một cảm giác nhen lên trong lòng, đó chính là buồn, đúng không các em? Chị ví dụ đơn giản thôi, đó chính là các em đang rất là cô đơn, các em đang cảm thấy rất là cô đơn, và các em đăng một story trên Facebook chẳng hạn là tôi đang rất cảm thấy cô đơn, thì có một người bạn vào trả lời comment đấy là thế cô đơn mày có thấy vui không? Chả ai nói câu đấy cả, bởi vì khi mỗi một cái lúc mà các bạn cảm thấy cô đơn thì chắc chắn nó sẽ kèm theo đấy là nỗi buồn rồi. Đấy là cái cách mà chị học văn này các em ạ, đấy là cái chị mà chia sẻ với các bạn, tức là khi mà chị đọc bất kể một cái tác phẩm nào đấy và bắt đầu chị sẽ có những cái cảm giác đầu tiên nhất như thế. Thế xong chị thử đặt mình vào trong hoàn cảnh đấy xem như thế nào. Chính xác, đó là vừa buồn vừa tủi, đúng không? Các bạn cứ thử đọc đi, các bạn chưa cần phải phân tích bất kể một cái điều gì cả. Các em thấy là trời ơi, mình cứ thử đặt vào cái hoàn cảnh như thế mà xem thì mình cũng cô đơn lạc lõng, xong mình cũng vừa buồn vừa tủi, thề luôn. Thế cái nhân vật chưa tình rồi thi sĩ Hồ Xuân Hương của chúng ta trong cái hoàn cảnh như thế, là cái người trực tiếp trong cái hoàn cảnh như thế, thì chắc chắn rồi, mình cũng sẽ phần nào hiểu được cái tâm trạng của nhân vật trữ tình. Và đến cái lúc này, dường như mình bắt đầu có một cái sự sợi dây liên kết với nhân vật ở trong bài rồi. Thì kiểu cảm như khi các em đi phân tích ấy, em sẽ cảm được một cái phần gì đấy. Thì đấy là cái cách học của chị, cũng là cái cách học mà để cho các bạn kiểu như là thấy được rằng là chưa phân tích gì nhưng mà ta cũng đã hơi hiểu hiểu rồi đấy, cảm thấy mình rất là thông minh kiểu như thế đấy. Thì các bạn cũng cứ thử áp dụng cái cách này vào trong tất cả những cái bài mà các bạn học ấy thì các bạn sẽ thấy là rất là hay kiểu như vậy rồi. Và bây giờ nhá, đấy là chị chia sẻ một chút chút xíu như thế, và cũng chia sẻ một chút vui vui để cho các em đỡ buồn ngủ hoặc như thế nào đấy, lấy lại tinh thần cho các bạn. Thì các bạn cũng có thử liên hệ xem thì các bạn sẽ thấy ngay tại sao mà ở cái phần ghi nhớ, tại sao mà cái phần ở phần mục tiêu của bài học người ta đề ra là cảm thấy được cái sự buồn tủi, thì đấy buồn tủi nó ở đấy đấy, thì các bạn sẽ thấy ngay mà chưa cần phải đi phân tích điều gì cả. Ok không nào? Rồi, chắc là ở đây trong lớp mình có bạn, có người chia sẻ bầu bạn rồi, nhưng cũng có người cô đơn buồn tủi đúng không nào? Nếu như bạn nào mà có những người bầu bạn chia sẻ rồi thì cũng cảm thấy là mình thật là may mắn và hạnh phúc. Còn những bạn nào mà chưa có người bầu bạn chia sẻ thì không sao cả, mình chỉ là chưa có thôi chứ không phải là mình không có đúng không nào các em? Thế nên là cứ bình tĩnh, đâu sẽ có đó, ắt số phận sẽ an bài, nên cứ yên tâm. Còn bây giờ mình sẽ quay trở lại cái công việc học của mình nhá. Rồi, ok. Cô đơn lắm à? Thôi được rồi, cô đơn thì quay lại với chị, thì chúng mình sẽ cùng nhau cô đơn, thì hai người cô đơn đến với nhau thì sẽ bớt cô đơn đi đấy. Rồi, đến đây khi chúng mình tìm hiểu xong về thông tin tác phẩm, có lẽ phần này là phần quan trọng nhất đối với tất cả các em, đó chính là chúng mình sẽ đi phân tích tác phẩm. Về phân tích tác phẩm trước tiên thì chị sẽ có bố cục trước, bởi vì khi đi phân tích thơ ấy thì mình sẽ phải tìm hiểu được bố cục. Chị có thấy một số bạn vừa comment là bố cục là 4 phần. Thì ở đây chị chính xác luôn, bố cục bài này của bài tự tình chị cũng sẽ chia làm 4 phần với kết cấu rất là truyền thống. Trong những cái bài thơ thất ngôn bát cú đường luật như thế này, chúng mình sẽ chia ra làm 4 phần, được chưa nào? Với hai câu đầu hay chúng mình được gọi là hai câu đề, đó chính là đêm khuya văng vẳng trống canh dồn, trơ cái hồng nhan với nước non, thì hai câu này có nội dung là nỗi niềm sầu tủi của nhân vật trữ tình. Sầu tủi ngay ở hai câu đầu, nỗi niềm sầu tủi, đúng những cái đúng tâm trạng của những bạn đang cô đơn nha, nỗi niềm sầu tủi. Khéo khi có khi lớp mình phải chuyển qua học buổi sáng này các bạn đỡ sầu tủi mất thôi. Nỗi niềm sầu tủi,
của nhân vật trữ tình. Và ở đây nhân vật trữ tình ở đây cũng có thể là Hồ Xuân Hương, được không nào? Cũng có thể là tác giả. Rồi, đề thực luận kết chính xác rồi. Sau khi chỉ có hai câu đề thì mình đến với hai câu luận. Hai câu thực. Đề thực. Hai câu thực ở đây của chúng mình có là gì? Chén rượu hương đưa say lại tỉnh, vầng trăng bóng xế khuyết chưa tròn. Thì ở đây chúng mình sẽ có thực cảnh và thực tình. Thực cảnh ra làm sao? Thực tình như thế nào? Chị nói thế này có đủ cho các bạn có tốc độ ghi chép vừa comment, vừa phát biểu ý kiến không? Có bị nhanh quá không các em? Rồi, nếu mà các bạn không chép kịp thì các bạn hỏi chị để chị giảm tốc độ lại nhá, để các em có thể ghi chép được bài, ok không nào? Sau hai câu thực thì chị sẽ có hai câu luận. Rồi, hai câu luận của chị là xiên ngang mặt đất rêu từng đám, đâm toạc chân mây đá mấy hòn. Ồ, ở đây nghe có vẻ từng câu thơ đang sống dậy, đang cựa quậy đây. Thì ở đây chúng ta thấy ngay đó là cái sự phẫn uất. Sự phẫn uất. Và khát khao mãnh liệt, và cái sự khát khao. Khát khao sống. Khát khao hạnh phúc mãnh liệt. Cảm giác đọc hai câu luận dường như từng câu chữ sống dậy, cựa quậy. Rồi nào, đâm toạc này. Rồi xiên ngang này. Tất cả mọi thứ như dường như đang cựa quậy một cái gì đấy rất là mạnh mẽ, đúng không các em? Rồi, sau hai câu luận thì chị có hai câu cuối cùng, đó là hai câu kết. Hai câu kết ở đây thì dường như đằng sau, sau cái sự phẫn uất, sau cái sự khát vọng mãnh liệt như thế này, nó trỗi dậy như thế này, tự nhiên nó lại tắt ngụp một cái đi. Ngán nỗi xuân đi xuân lại, mảnh tình san sẻ tí con. Vừa hai câu luận mãnh liệt là thế, nhưng đến hai câu kết này tự nhiên ngán nỗi. Cảm giác như mọi thứ dường như tự nhiên bị vụt lại, dừng lại, ngắt hẳn đi. Thì ở đây chúng ta thấy ngay được cái tâm trạng rất là chán chường của nhân vật. Ở đây là một cái tâm trạng rất là chán chường. Một tâm trạng rất là chán chường. Rồi, ứng chính xác như kiểu tụt mút ấy. Sao kiểu là ôi khát vọng mãnh liệt, ôi yêu, tôi phải khát vọng được yêu, tôi khát vọng yêu và được yêu. Thế nhưng cuối cùng cuộc đời nó lại nói như các em ấy, Gen Z ấy, nó lại vả cho chúng mình mấy cái, thế tự nhiên tắt ngấm, tắt ngủi hết cả đi. Thì đây, đó là cái tâm trạng chán chường của nhân vật trữ tình. Chị lấy ví dụ cho các bạn dễ hiểu thôi, tuy nhiên là nói chung khi học văn thì các bạn vẫn phải chú trọng những cái từ ngữ mà mình sử dụng. Và khi mình nói chuyện với nhau và mình chia sẻ với nhau thì mình có thể dùng những cái từ ngữ khác để các bạn có thể cảm thấy là dễ liên hệ hơn với các bạn tuổi teen như bây giờ ấy. Chính xác, nó chính là tụt mút đấy. Đến hai câu cuối tự nhiên khát khao mãnh liệt như thế, tự nhiên tụt mút một cái, ngán ơi là ngán, đúng không? Rồi, với bố cục như thế này thì khi đi phân tích thơ chắc chắn rồi, mình sẽ đi phân tích theo thứ tự từ đầu đến cuối. Chị sẽ cùng với các bạn đi phân tích từ hai câu đề, hai câu thực cho đến hai câu luận và hai câu kết. Rồi cái gáo nước lạnh, đúng không? Chính xác. Nói chung là khi học thì các bạn có thể tỉnh táo một chút để chúng mình có thể cảm là có thể dễ hiểu bài hơn hoặc là có thể dễ liên hệ hơn ấy. Ok, được không nào? Ngôn ngữ Gen Z đúng không? Nhưng mà chú ý cho chị nhá, khi ghi chép bài thì vẫn phải đảm bảo cho chị là phải ghi đúng, và khi làm bài cũng phải làm đúng, chứ không được mang cái từ tụt mút hay là như thế nào. Nếu như các bạn mang vào trong một cái ngữ cảnh nào đấy thì các bạn phải nhớ đặt cho chị trong hoặc kép, nhớ không? Ok. Bất kể một cái từ ngữ nào đấy nếu như muốn dùng để đạt một cái dụng ý nghệ thuật thì các bạn cần phải đặt cho chị trong hoặc kép, còn không được viết hẳn ra, bởi vì viết hẳn ra như thế dường như là mình sẽ cảm giác như cái bài văn của mình nó đang bị, nó không phải là văn nữa ấy, nó sẽ bị thiên lệch đi ấy. Đấy, thế nên các bạn cần phải có chỉ được dùng từ tuyệt vọng em ạ. Nhưng mà tẹn với chị giảng thì em lại thấy rằng là trong Xuân Hương có tuyệt vọng nhưng mà không phải là tuyệt vọng hoàn toàn. Thế là thơ Hồ Xuân Hương rất là thú vị ở đấy. Thế nên các bạn cứ bình tĩnh, sẽ thấy những cái sự thú vị trong thơ Hồ Xuân Hương qua những cái câu thơ sau đây. Khi mà viết văn ấy thì các bạn chú ý là văn thì sẽ có hai thể, đó là khi mà các bạn văn viết và văn nói rất là khác nhau. Thế nên khi các bạn viết văn các bạn hạn chế, không phải hạn chế đâu mà không được sử dụng những cái từ ngữ trong văn nói, ví dụ như là nhỉ, hay là các bạn dùng những cái từ ngữ mà các bạn xưng hô hàng ngày trong văn nói, các bạn nói như thế nào, như kiểu là cái này có được không nhỉ, hỏi chấm, thì các bạn không nên viết vào trong văn viết. Mình không nên đặt những cái câu hỏi như thế trong văn viết, ok không các em? Trong văn viết đừng bao giờ đưa văn nói vào, bởi vì nó là hai thể hoàn toàn khác nhau, viết là viết và nói là nói, ok không? Rồi, bây giờ các bạn đã nắm được bố cục của bài tự tình chưa nào? Nắm được rồi thì bây giờ vào phân tích ha.
Rồi, trước tiên chị sẽ có hai câu đầu, đó là nỗi niềm sầu tủi. Nỗi niềm sầu tủi của nhân vật trữ tình. Chú ý ghi chép nhá. Chị thấy hôm nay nhá, các bạn trong lớp mình là học rất là chăm chỉ nhá. Có cả đề cương ôn tập của cả kỳ 1 rồi. Thì chị không biết là các bạn đã học hết chưa. Ây chà, rất là chăm chỉ luôn nhá. Lớp 11 mà, đúng là những chú gà con 2K5 siêu chăm chỉ. Nỗi sầu tủi của nhân vật chữ tình. Chị viết tắt nhá. Cái sự sầu tủi này ngay ở câu đầu tiên. Rồi, bây giờ chúng mình sẽ đi phân tích câu đầu tiên với chị nhá. Đêm khuya văng vẳng, trống canh dồn. Với câu này, các bạn chú ý ngay cho chị, từ đêm khuya. Như chị em mình vừa nói với nhau, cái phần cảm hứng sáng tác ấy. Ở đây gợi cho chúng mình khoảng thời gian. Thời gian ở đây là gì? Thời gian ở đây là đêm khuya. Và đêm khuya chính là một cái khoảng thời gian rất là thích hợp để giãi bày những cái tâm sự như là nỗi lòng. Khi mà chị chiết tự cái chữ tự, cái từ tự chữ tự tình ấy, thì đó là tự bộc lộ cảm xúc. Và đây, thời gian đêm khuya chính là thời gian thích hợp nhất để nhân vật trữ tình giãi bày những cái tâm sự và nỗi lòng của mình. Đúng được chưa nào? Rồi, và ở đây các bạn thấy này, các bạn chú ý cho chị này. Cái không gian đêm khuya này thường cũng gợi cho chúng ta một cái cảm giác gì đấy rất là cô đơn và lẻ loi, đúng không? Kiểu như mà chúng mình dường như là đêm khuya ấy, xong đứng trước không gian bao la rộng lớn thì dường như cảm thấy mình rất là nhỏ bé và lẻ loi. Đấy, cái thời gian này cũng gợi cho chúng ta một chút chút gì đấy, đó là cái sự lẻ loi, cô đơn. Rồi, ngoài từ đêm khuya gợi cái thời gian thích hợp để nhân vật trữ tình giãi bày tâm sự của mình ở đây, thì các bạn cần chú ý cho chị những cụm từ sau, đó chính là trống canh dồn, văng vẳng. Ở đây tại sao đêm khuya văng vẳng trống canh dồn? Trống canh dồn đây không phải là canh gà thọ xương đâu nhá, không phải là bát canh gà ở thọ xương đâu, mà ở đây cái từ canh này là gì, là cái từ dùng để chỉ thời gian về đêm. Và ở đây tác giả thấy à, trong đêm khuya thì chắc chắn là cái khoảng thời gian đấy nó sẽ rất là thanh tĩnh, mà lại xuất hiện cái hình ảnh trống canh dồn này, thì chúng ta thấy là dường như là tác giả đã dùng một cái biện pháp nghệ thuật ở đây rất là quen thuộc trong văn học trung đại, đấy là lấy động tả tĩnh. Ôi dồi ôi, tiếng trống canh trong đêm khuya xuất hiện một cái tiếng trống canh dồn dập đến như thế, rất là dồn dập vội vã đến như thế, thì càng gợi ra cho chúng ta cái sự tĩnh mịch của thời gian. Cảm nhận được bước đi của thời gian đang dồn dập. Chính xác, nhưng trước khi mà cảm nhận được cảm nhận về thời gian dồn dập thì chúng mình vẫn cần phải nhìn vào cái sự thực, đó là cái tiếng trống canh này nó đang dồn về, nó đang dội về. Và ở đây chúng ta thấy cái từ văng vẳng này được đảo ngữ, được đứng phía trước. Bình thường chúng mình sẽ sử dụng là trống canh dồn văng vẳng, thì cái từ văng vẳng này gợi cho chúng mình cái cảm giác là cái tiếng trống canh này nó đang ở rất là xa. Và ở đây các bạn thấy được rằng là cái từ văng vẳng này nó đã trở đi trở lại trong mô típ của Hồ Xuân Hương. Tức là không phải riêng bài Tự Tình 2 Hồ Xuân Hương mới sử dụng cái từ văng vẳng này đâu, mà các bạn dở ngay trang số 2 trong sách giáo khoa, không phải trang số 2 mà ngay cái phần sau thôi, chúng mình sẽ thấy này, ngay câu đầu tiên này, tiếng gà văng vẳng gáy trên bom. Đó, trong bài Tự Tình 1 chúng mình cũng thấy ngay mô típ văng vẳng được Hồ Xuân Hương sử dụng. Hay trong một bài khóc văng tai nghe văng vẳng tiếng người đàn bà khóc chồng, thì ở đây cũng cái mô típ văng vẳng này cũng đã được lặp lại. Thế ở đây chúng ta thấy được một sự cái liên hệ ở đây, đúng không nào? Thì cái từ văng vẳng này thì các bạn cũng có thể liên hệ những bài thơ khác trong thơ của Hồ Xuân Hương có sử dụng mô típ này. Đấy, với Tự Tình 1 thì tai văng vẳng tiếng gà gáy trên, ở đây là tiếng gà văng vẳng gáy trên bom, là mình nghe nghe thấy cái tiếng gà này văng vẳng. Còn ở đây là nghe thấy cái tiếng trống canh văng vẳng ở đằng xa. Và ở đây các bạn chú ý cho chị từ dồn, đặc biệt chú ý cho chị từ dồn gợi cái sự gấp gáp và vội vã. Gấp gáp và vội vã. Trống canh dồn,
tức là sự gấp gáp vội vã của thời gian. À, đến đây chính xác, đến lúc này thì chúng mình mới thấy được cái sự chảy trôi, cái bước đi, cái nhịp đi của thời gian rất là gấp gáp và vội vã. Thông qua từ dồn, ở đây cảm giác như nó cứ dồn dập, nó cứ dội về một cách liên tiếp ấy, sẽ tạo cảm giác của chúng ta là thời gian đi rất là nhanh, đi rất là vội, đúng không nào? À, và cũng chính cái sự dồn dập của thời gian này tác động đến tâm trạng của con người. Chính chính cái sự dồn dập vội vã của thời gian này tác động đến nhân vật trữ tình ở trong đấy, thì chúng ta thấy được cái sự rối bời trong tâm trạng. Dường như tâm trạng của nhân vật trữ tình rối như tơ vò, cảm giác như là tiếng trống càng càng đập nhanh, càng dồn dập bao nhiêu thì càng gấp gáp vội vàng, thì tâm trạng của nhân vật càng bối rối bấy nhiêu. Rồi ở đây các bạn chú ý cho chị phần này nhá, với câu đầu tiên thì các bạn chú ý cho chị những phần này được chưa nào? Các em đã hiểu câu một chưa nào? Thứ nhất về mặt thời gian này, rồi đây là cái khoảng thời gian thích hợp để nhân vật thể hiện tình cảm, và ở đây chúng ta thấy được tác giả đã sử dụng biện pháp lấy động tả tĩnh cộng với gì nhỉ, đảo ngữ văng vẳng lên đầu. Chính xác là đảo ngữ, rồi để làm tô đậm thêm cái không gian tĩnh lặng như thế. Đồng thời ở từ trống canh dồn ở đây, các bạn cũng văng vẳng trống canh dồn là một cái tiếng trống ở phía đằng xa đang dội về, và dội về như thế nào, rất là dồn dập gấp gáp và vội vã, gợi cái bước đi của thời gian, đồng thời đó là cái sự rối rối bời trong tâm trạng của con người. Rồi vậy thì con người rối bời rồi thời gian gấp gáp như thế, vậy thì chúng mình xem tiếp ở câu thơ thứ hai thì cái cảm xúc của nhân vật trữ tình này sẽ được thay đổi như thế nào nhá, hay là vẫn giữ nguyên như vậy và tăng thêm. Rồi cho cái hồng nhan với nước non, à đến câu này chắc chắn rồi, các bạn sẽ chú ý ngay cho chị, đó chính là từ cho. Từ cho ở đây chính là một tính từ chính xác. Và khi mà các bạn nhìn thấy này, khi mà đọc lên một cái từ trơ này nhá, các bạn chỉ nhìn nguyên cái từ trơ này thôi, các bạn chú ý cho chị này, thì dường như là chị sẽ liên tưởng ngay đến một cái câu nói này: này mày, mọi người về hết rồi sao mày cứ đứng trơ rồi đấy, làm gì không về đi. À, khi mà chúng mình tách cái từ trơ này ra khỏi khỏi cái câu văn, khỏi cái ngữ cảnh của bài thơ này, thì chúng ta thấy là cái từ trơ này khi mà mình để trong một cái văn cảnh là mọi người về hết rồi, xong mày không về đi chơi rồi đấy làm gì? Tức là gợi cho mình đến cái cảnh là lẻ loi, là cái cảnh cô đơn, chỉ còn có một mình, đúng không nào? Và thêm nữa, chơ lại được đảo ngữ đúng ngay ở cả đầu câu, tính từ chơ. Rồi, bình thường nó đã gợi cái sự cô đơn lẻ bóng rồi, bây giờ lại kết hợp cái sự đảo ngữ, kết hợp với biện pháp đảo ngữ ở đây, càng làm nhấn mạnh thêm, càng nhấn mạnh hơn nữa cái sự cô đơn. À đúng rồi, và như cô đơn, như chị có phân tích nãy nãy chị lấy ví dụ cho các bạn đấy, khi mà các bạn cô đơn kéo theo đó là cái sự buồn tủi. Buồn tủi ở đây là buồn tủi vì sao? Tủi thân, tủi phận, tủi cho cái phận của mình. Xung quanh bạn bè đều có người bầu bạn chia sẻ mà bản thân mình vẫn còn trơ ra đấy có một mình, là cái nỗi buồn tủi cho thân phận, là cái sự cô đơn, nhớ cho chị. Cái sự bẽ bàng trong tâm trạng sẽ được thể hiện tiếp theo. Và cái từ trơ này chúng ta cũng đã từng bắt gặp trong một câu thơ của Nguyễn Du khi nói về cái cảnh mây mưa vần vũ của Thúy Kiều. Khi mà cái cảnh mây mưa vần vũ đấy kết thúc thì Nguyễn Du có một câu rất hay như thế này, đó là đuốc hoa để đó mặc nàng nằm trơ. Tức là ở đây trơ trong câu thơ của Nguyễn Du thì chúng ta vừa gợi được cái sự tủi hổ, vừa gợi được cái sự bẽ bàng, thì ở đây từ trơ này trong thơ của Hồ Xuân Hương sẽ cũng có cái nét nghĩa giống với cái nét nghĩa của Nguyễn Du, đó là sự cô đơn, đó là cái sự buồn tủi và cũng là bẽ bàng trong tâm trạng. Chính xác, đuốc hoa để đó mặc nàng nằm trơ, chính xác, tức là sau cái sự mây mưa bần vũ đấy, mặc cho người con gái ở lại có một mình,
À, ngay trong thi pháp trung đại thôi thì chúng mình đã thấy được rằng là cái người đàn ông đấy rất là vô tâm và cũng rất là như kiểu là không quan tâm gì đến nàng, để nàng một mình ở đấy. Thì ở đây cái nỗi cô đơn nó ngập tràn, cái sự buồn tủi nó dâng lên trong trong con tim này, và thêm nữa đó là cái sự bẽ bàng tủi hổ. Rồi, nhưng mà nếu như chỉ từ thơ này, trong thơ của Hồ Xuân Hương mà chúng mình chỉ giải thích được đó là cái sự cô đơn, là sự buồn tủi, là sự bẽ bàng, ở đây các bạn có thể liên hệ đến những cái câu câu chị vừa đọc của Nguyễn Du nhé. Đuốc hoa để đó mặc mặc nàng nằm chơ, thì các bạn có thể liên hệ đến câu này của Nguyễn Du để có thể thấy được cái sự giống nhau, hiểu chưa nào? Nếu như mà chỉ nhấn mạnh cái sự cô đơn bẽ bàng này thôi thì chưa đủ, chưa hết về Hồ Xuân Hương, bởi vì ở Hồ Xuân Hương từ thơ này còn gợi cho chúng ta một cảm giác gì nữa các bạn biết không? À, trong từ thơ này này, trong thơ của Hồ Xuân Hương còn gợi ra cho chúng ta một cái, tức là một cái tư thế của một cái người phụ nữ đang rất là ngạo nghễ. Đang rất là ngạo nghễ, dường như đang muốn thách thức với nước non. Tại sao chị lại nói thế? Bởi vì khi mà các bạn đọc hết cả câu này, trơ cái hồng nhan với nước non, các bạn thì tưởng tượng ra một mình đứng trong một khoảng không rất là rộng lớn, mênh mông là đất trời như thế, mình cứ đứng một mình ra như thế, nhưng mà đứng là phải đứng trơ, là kiểu như rất là ngạo nghễ và thách thức, rất là cá tính. Chính xác, ở đây chúng mình có thể thấy là cá tính rất là mạnh mẽ trong trong Hồ Xuân Hương, trong thơ Hồ Xuân Hương. Chính vì thế mà từ thơ này còn được hiểu với một nét nghĩa, đó chính là ngạo nghễ, thách thức. Và trong cái nghĩa của từ thơ này, các bạn cũng có thể liên hệ đến một cái bài mà trong thơ của bà Huyện Thanh Quan, đó chính là các bạn thử tìm xem câu, chị không nhớ bài thơ đấy lắm, nhưng mà câu thơ đấy là như thế nào nhỉ, tự nhiên chị lại quên bẵng mất cái câu thơ đấy. Tức là trong thơ của bà Huyện Thanh Quan cũng có một câu nói về là đá vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt. À, các em chú ý cho chị, trong các bạn có thể liên hệ đến từ trơ, trong nét nghĩa ngạo nghễ thách thức thì các bạn có thể liên hệ đến đến thơ của bà Huyện Thanh Quan, trong bài Thanh Long Thành Hoài Cổ thì phải. À, các bạn liên hệ cho chị đến bà Huyện Thanh Quan nhé. Thì chúng mình cũng thấy là trong thơ của bà Huyện Thanh Quan, cái từ trơ đấy, đá vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt, thì cảm giác chính xác, đá vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt gợi cảm giác rất là ngạo nghễ, thách thức với nước non, thách thức với nước non, đúng không nào? Thì ở đây từ thơ này trong thơ của Hồ Xuân Hương, các bạn chú ý cho chị, nó sẽ được thể hiện cả qua hai nét nghĩa, đó là vừa nhấn mạnh sự cô đơn buồn tủi và đồng thời cũng thể hiện được cái sự cá tính rất là mạnh mẽ của Hồ Xuân Hương, đó là cái sự ngạo nghễ và thách thức, được chưa nào? Nhớ chị hai phần này nhá, và các bạn cũng có thể liên hệ đến những tác giả và những câu thơ chị vừa lấy dẫn chứng, ok chưa nào? Tiếp theo này. Sau khi mà chúng mình tìm hiểu cái từ trơ này rồi thì có lẽ có một phần rất rất là quan trọng đây. À, ở đây là gì? Đến từ tiếp theo đó chính là, chính xác, Nguyễn Hồng Hạnh ạ. Đấy là bài Thanh Long Thành Hoài Cổ em ạ. Em có thể tra bài đấy và các bạn sẽ thấy ngay được câu đấy. Rồi, ở đây tiếp theo, đến từ tiếp theo mà chị muốn nói với các bạn đó là cái hồng nhan. Hồng nhan ở đây là một từ ngữ được đưa vào trong sách giáo khoa để chú giải. Ở đây hồng nhan thì các bạn hiểu cho chị là như thế nào, chắc chắn biết rồi đúng không? Hồng nhan là gì ạ các em nhở? Hồng nhan là dùng để chỉ người con gái đẹp. À, hồng nhan để dùng để chỉ người con gái đẹp đúng không? Chỉ người con gái đẹp. Dùng để chỉ người con gái đẹp. Ngoài từ hồng nhan ra thì mình vẫn hay nói là phận má hồng này, phận má đào này, đúng không nào? Nhưng cái hay của Hồ Xuân Hương là đã là phận hồng nhan rồi, đã là người phụ nữ đẹp rồi, chỉ người con gái, chỉ người phụ nữ đẹp rồi, nhưng trời ơi đất hỡi lại lại kết hợp với từ cái. À, mà cái từ cái này này nó là một cái danh từ tự nhiên, chỉ số đếm, tức là chị lấy ví dụ như cái bút, chị lấy cái rẻ lau, cái quần, cái áo. Tức là cái từ cái này nó sẽ đi cùng với các sự vật. À, nhưng ở đây từ cái này lại được Hồ Xuân Hương kết hợp với hồng nhan làm một cái danh từ chỉ người con gái đẹp. Ở đây thì chúng mình thấy được rằng là từ từ cái với từ hồng nhan kết hợp này cho ta thấy được cái gì nhỉ? Là gợi lên cái giá trị. Chúng ta thấy được là người phụ nữ trong xã hội phong kiến xưa rất là bị coi rẻ.
Ở đây thấy giá trị của người phụ nữ. Giá trị của người phụ nữ. Bị coi rẻ. Được chưa nào? Chính xác, thể hiện sự rẻ rúng. Rồi. Chính xác. Các bạn chú ý cho chị từ hồng nhan kết hợp với từ cái này. Và trong câu này, các bạn còn chú ý cho chị một từ nữa. Đó chính là từ nước non. À, tại sao chị lại bảo chú ý với từ nước non? Bởi vì ở đây, phía trên này, chúng mình có đêm khuya là thời gian. Được chưa nào? Vậy thì ở đây, chị sẽ có từ nước non. Và từ nước non này gợi cho chúng ta một cái khoảng không gian. Gợi một khoảng không gian rất là rộng lớn. Chính xác. À, một khoảng không gian rộng lớn này thì bây giờ mình lại phải nhìn trong quả câu chơ cái hồng nhan với nước non. Chính xác, nó chính là biện pháp đối lập. Tức là Hồ Xuân Hương ở đây đã sử dụng hai cái hình ảnh đối lập, đó chính là cái hồng nhan. Cái hồng nhan. Cái hồng nhan ở đây là cái nhỏ bé. Cái nhỏ bé, cái hữu hạn, đối lập với nước non là rộng lớn, là vô hạn. Là rộng lớn, là vô hạn thì càng làm cho nhân vật trữ tình của chúng ta thêm cô đơn, thêm buồn tủi, bẽ bàng. Rồi, được chưa nào? Chính xác. Không gian nước non sẽ gợi cảm giác rộng lớn bao la. Và nhìn trong cả một câu thì chúng ta thấy được sử dụng biện pháp đối lập. Ở đây chị không ghi từ đối lập ra mà chị sử dụng hai cái dấu đối ngược nhau để thể hiện cái biện pháp đấy, thì các bạn cũng chú ý. Thì ở đây hồng nhan, cái hồng nhan với nước non đối lập nhau càng làm tăng cái sự cô đơn, cô đơn lại càng cô đơn, buồn tủi càng buồn tủi và bẽ bàng lại càng bẽ bàng. Được chưa nào? Rồi, thế là chúng mình đã cảm thấy là sau khi mà hai câu đề này đã được phân tích xong thì cảm giác cái nỗi niềm buồn tủi, cái sự sầu tủi bẽ bàng trong trong cái tâm trạng của nhân vật trữ tình dường như đã dâng tràn khắp mọi miền, dâng tràn toàn bộ không gian, dâng tràn toàn bộ trong cả cái khoảng thời gian đêm khuya thanh vắng như thế, dâng tràn tất cả mọi miền qua các ngõ tròm. Đâu đâu cũng chỉ là bẽ, đâu đâu cũng chỉ là sầu tủi, đâu đâu cũng chỉ là cô đơn. À, vậy là hai câu đầu với cái nỗi niềm sầu tủi như vậy. Thì mình thử chuyển tiếp xem hai câu thực cái nỗi niềm sầu tủi đấy nó sẽ được chuyển hóa như thế nào nhé. Rồi, chúng mình sẽ cùng nhau phân tích tiếp ở hai câu thực nhé. Rồi, hai câu thực. Rồi, đó chính là thực cảnh và tâm cảnh. Chị sang trang nhé. Rồi, tiếp theo, ở câu tiếp theo, ở hai câu thực đó chính là, ở đây chị ghi cái đề ra đây một chút, đó là thực cảnh và tâm cảnh. Trong câu này thì các bạn chú ý cho chị những từ ngữ sau mà chúng mình cần phải chú ý nhấn mạnh này. Kim ơi, chị bảo này, cái hướng mà em nói là thơ với nước non là thơ thẩn trước không gian rộng lớn ấy, thì ở đây cái mình phải xác định được cái tâm trạng chủ đạo của nhân vật trữ tình. Tức là em thử tưởng tượng em đặt mình vào trong nhân vật, trong một khoảng không gian rộng lớn, trong một cái đêm khuya thanh tĩnh như thế, em có thể ngồi trầm ngâm. Chính xác, em có thể thơ thẩn. Chính xác, nhưng đấy là về cái mặt hình thức. Cái mặt hình thức mà em thể hiện em đang rất thơ thẩn, nhưng bên sâu trong cùng của cái tấm lòng và của cái trái tim đấy là cái nỗi buồn và cái sự sầu tủi đang dâng ngập tất cả mọi miền em ạ. Tức là cái thẩn thơ, cái thơ thẩn đấy có thể là cái hình thức bên ngoài mà nhân vật trữ tình thể hiện ra chẳng hạn. Nhưng mà Kim lại chú ý cho chị cái từ chơ trong thơ của Hồ Xuân Hương, nó còn nhấn mạnh cái tư thế, cái tức là cái sự thách thức bền gan với nước non cơ, chứ không phải là thơ thẩn đâu, nó thể hiện cái sự thách thức cơ. Đấy, thì em chú ý cho chị cái từ cho đấy nó vừa thể hiện nỗi buồn tủi, rồi nó còn thể hiện cái sự ngạo nghễ và thách thức nữa. Thế nên cái tâm trạng thần thơ thẩn ở đây nó sẽ không phù hợp. Ok chưa nào? Nếu như là một người khác thì có thể là thơ thẩn chẳng hạn, nhưng mà với phong cách và với cá tính mạnh mẽ như Hồ Xuân Hương thì liệu thơ thẩn có đúng hay không?
À, lại mình sẽ đặt ra một câu hỏi xem rằng là cái nội dung trong thơ thể hiện như thế thì có đúng với phong cách của Hồ Xuân Hương hay không? Thì chúng mình cũng cứ thử đặt ra những cái câu hỏi và những cái giả định để cùng nhau chia sẻ và cùng nhau giải đáp. Rồi, xíu một xíu nữa thôi thì chúng mình sẽ thấy bà mạnh mẽ như thế nào và thấy được cái sự sầu tuổi này được bạn Linh Trang bảo là sầu tuổi khiến cho bà có lớp bọc cá tính mạnh mẽ. Đây, sự mạnh mẽ của bà có phải là lớp bọc hay không, hay là nó là nội phát, hay là nó là cái thứ bên trong của bà chứ không phải là vỏ bọc, mà nó là cá tính thật sự của Hồ Xuân Hương thì sao? Thì chúng mình hãy cứ tìm hiểu tiếp để xem rằng cái sự cá tính mạnh mẽ này là cái vỏ bọc hay là cái bộc phát trong tâm trạng và cũng như con người của Hồ Xuân Hương nhá. Liên hệ với Nguyễn Du thì bài đấy thì em có thể tìm ở cái phần đoạn đầu là khi mà Thúy Kiều trong cái đêm mây mưa vần vũ với tên Mã Giám Sinh ấy, thì em có thể tìm thử cái đoạn đấy thì sẽ thấy. Chị không nhớ rõ cái phần đấy trong đoạn nào, nhưng mà em có thể tìm tìm cái trích đoạn đấy là sẽ thấy. Ok chưa nào? Rồi. Trong truyện Kiều, nhưng ý của bạn đấy chắc là ý của bạn Khánh Huyền, chắc là ý là trong đoạn trích nào cụ thể thì cái đoạn đấy thì chị không không nhớ rõ, nhưng mà em chỉ cần ghi là trong truyện Kiều của Nguyễn Du thì Nguyễn Du đã cũng từng sử dụng từ trơ với ý nghĩa như thế, và em trích ra là đuốc hoa để đó mặc nàng nằm trơ, thế là được rồi. Ok chưa nào? Rồi, bây giờ mình xong hai câu đề rồi, với tất cả những gì chị vừa chia sẻ với các bạn thì các bạn đã hiểu rồi không nào? Vậy thì bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau tìm hiểu tiếp, đó là hai câu thực, tức là thực cảnh và tâm cảnh. Thì ở đây hai câu thực như sau: chén rượu hương đưa say lại tỉnh. À, đến đây thì có lẽ các bạn có thể liên tưởng đến ngay khi mà các bạn Gen Z hay là bất kể ai, hay là các thế hệ các nhà thơ, hay là thế hệ văn học, hay là các thế hệ trước đi chăng nữa, thì khi mà cái tâm trạng buồn tủi, đúng không, khi cái tâm trạng cô đơn thì có lẽ là đúng rồi, mượn rượu giải sầu. À, ngày xưa nhá, chị có xem một cái bộ phim gì ấy, nghĩa là của Trung Quốc, chị không nhớ nữa, nhưng mà chị rất là ấn tượng với một câu, là chính là nâng chén tiêu sầu, sầu càng sâu. Tức là kiểu như là chị bị ấn tượng với cái câu nói đấy ấy. Thì ở đây chính xác là với cái tâm trạng của nhân vật trữ tình rất là buồn tủi như thế thì Hồ Xuân Hương đã tìm đến rượu để giải sầu. Chính xác đó. Các bạn đây chú ý là nhân vật trữ tình của chúng mình đã tìm đến rượu để dường như để giải sầu, nhưng sầu không biết có giải được hay không thì chưa biết. À, rồi, nhân vật trữ tình của chúng mình sẽ mượn rượu để giải sầu, đúng không nào? À, ở đây nhá, khi mà nhắc đến rượu thì ở đây tự nhiên chị lại nhớ đến một tác phẩm như thế này. Tác phẩm này thì các bạn chưa học nhưng mà các bạn sẽ học trong trong lớp 12. Nhưng mà chắc chắn là cái phần này khi mà các bạn học văn thì các bạn sẽ biết cái chi tiết này, nói cái mà các bạn biết ngay. Tức là khi mà chị đọc cái câu thơ chén rượu hương đưa say lại tỉnh này, chị nhớ ngay đến chi tiết là trong đêm tình mùa xuân. À, nhân vật Mị của chúng ta uống rượu, và nhà thơ Tô Hoài đã miêu tả Mị uống rượu là uống ực từng ngụm, như là đi nuốt cái sự cay đắng vào trong lòng. Thì ở đây chúng mình cũng cảm gợi một cái sự liên tưởng là nhân vật trữ tình ở đây uống rượu cũng như là uống những cái giọt đắng của cuộc đời. Uống những cái giọt đắng, giọt cay của cuộc đời. Uống những giọt đắng, giọt cay của cuộc đời. À, chính vì thế mà chị liên tưởng đến nhân vật Mị đấy. À, nhân rượu thì chúng ta lại nhớ đến Chí Phèo, đúng không? Nhưng mà Chí Phèo ấy, quanh năm suốt tháng uống rượu chỉ có say, nhưng một lần duy nhất trong đời của Chí Phèo uống rượu, cứ càng uống hắn càng tỉnh, và đấy chính là bi kịch của hắn. Khi mà hắn uống rượu hắn say thì chắc có lẽ mọi sự sẽ chẳng sao, mọi thứ vẫn sẽ như thế, hắn vẫn sẽ là một tên tay sai của Bá Kiến. Nhưng vào cái ngày hôm đấy chẳng hiểu ra làm sao, càng uống càng tỉnh, và càng tỉnh thì hắn càng nhận ra bi kịch của cuộc đời mình. Và cuối cùng thì cái kết như thế nào thì có lẽ các bạn cũng biết rồi. Và phần này chúng mình sẽ cùng nhau nói ở những phần sau. Bây giờ quay trở lại với Ừ chính xác. Rồi. Nói chung là phần liên hệ này thì các em cũng có thể linh động tùy thuộc vào vốn của các bạn, ok chưa nào? Còn đây, chúng mình quay trở lại với chén rượu của Hồ Xuân Hương. Thì với chén rượu của Hồ Xuân Hương thì các bạn thấy được rằng là Hồ Xuân Hương với cái sự buồn tủi bẽ bàng cô đơn như thế thì cũng tìm đến với rượu để giải sầu. Như như uống những cái giọt đắng, những cái giọt cay của cuộc đời vào trong lòng mình.
À, nhưng các bạn đọc hết cả câu lại thấy rằng chén rượu hương xưa, hương đưa say lại tỉnh, dường như là uống rượu để chút bầu tâm sự, để giải sầu. Nhưng ở đây này, nhưng ở đây một cái là nỗi niềm cùng như những cái tâm sự trong lòng, cùng như là cái nỗi buồn không, vẫn không được chia sẻ, không được chia sẻ. Tại sao không được chia sẻ? Bởi vì uống rượu có ai bầu bạn đâu mà chia sẻ, có ai là tri kỷ đâu mà chia sẻ. Ở đây có một mình chơ với nước non, say cái hương rượu này, say lại tỉnh như thế này. Say lại tỉnh như thế này thì dường như là không có một ai cái chia sẻ cả, thì cái nỗi niềm, nỗi buồn này vẫn không được chia sẻ. Ở câu này thì các bạn lại chú ý cho chị, các bạn lại chú ý cho chị cái từ này. Đó chính là say lại tỉnh. Tức là sao? Các bạn chú ý chị, tức là cảm giác như là say lại tỉnh, tức là gợi cho chúng ta cái cảm giác là cái sự quẩn quanh, tức là Hồ Xuân Hương cứ uống vào thì say, say xong lại tỉnh, nhưng tỉnh rồi lại sẽ say, tức là gợi cho chúng ta một cái vòng tròn. Gợi một cái vòng tròn, chính cái từ lại này gợi cho chúng ta một cảm giác là cái vòng say và tỉnh này thành một cái vòng tròn rất là luẩn quẩn. Và khi mà các bạn bị cương tỏa bởi một cái vòng tròn như thế thì chắc chắn rồi, đó là cái cảm giác mà bế tắc và bất lực. Bế tắc và bất lực. Rồi, ở đây nỗi buồn nó bao kín như một cái vòng tròn vậy. Cái nỗi buồn ở đây, cái nỗi buồn vẫn không mất đi. Tưởng rằng tìm đến rượu để giải sầu, ai ngờ sầu lại càng sâu, nỗi buồn vây kín. Phong tỏa tâm chân trạng của nhân vật trữ tình không hề mất đi, mà dường như nó lại cứ đầy đầy, cứ đầy mãi lên, cuốn thành một vòng tròn, cứ say lại tỉnh đến như thế. Đúng rồi, chính xác như Hồ Phương còn nói là vòng luẩn quẩn không lối thoát, cuộc rượu say rồi tỉnh, cũng như cuộc tình vướng vít nhanh tan. Chính xác, câu này rất là chính xác, và câu này có lẽ là chị đã đọc trong bài phân tích của giáo sư Trần Nho Thìn thì phải. Chính xác, trong trong Trần Nho Thìn, trong sách của thầy cũng có nói một câu như vậy. Rồi thì ở đây các bạn thấy được rằng là cái vòng vòng tròn luẩn quẩn gợi cái sự bế tắc và nỗi buồn thì vẫn cứ vây kín và không được giải thoát, tìm đến rượu để giải thoát, để vơi tỏa nỗi buồn, nhưng nỗi buồn vẫn cứ ở đấy, vẫn cứ ứ đọng, dường như cứ đầy mãi lên như thế và vẫn không thể thoát đi đâu được. Đấy, đấy chính là thực cảnh và thực tình của nhân vật trữ tình. Rồi, ở trong câu này thì các bạn chú ý cho chị đến rượu và say lại tỉnh, được chưa nào? Nhất là cái từ lại này, các bạn chú ý cho chị từ lại, bởi vì nó sẽ gợi cảm giác tuần hoàn và vòng tròn. Ok. Rồi, xong xong câu đầu tiên trong hai câu thực, bây giờ chúng mình sẽ cùng vòng vòng luẩn quẩn của tâm trạng, và cũng có thể là một vòng luẩn quẩn của tình duyên chẳng hạn. Bởi vì tình duyên của Hồ Xuân Hương cứ quanh đi quẩn lại, rồi cứ thành một cái vòng tròn như thế, thì các bạn cũng có thể liên tưởng đến phần đấy, được chưa nào? Rồi, tiếp ở câu tiếp theo này. Vầng trăng bóng xế khuyết chưa tròn. Ở đây nhân vật trữ tình dường như sẽ không cô đơn nữa. Tại sao chị nói là không cô đơn nữa? Là bởi vì ở đây có xuất hiện vầng trăng. Không biết là vầng trăng này có làm cho nhân vật trữ tình của chúng ta có thêm một người bạn để bầu bạn, để chia sẻ hay không? Giống như trong thơ của các thơ xưa thì dường như mượn trăng, mượn rượu như là những cái người bạn tri âm, tri kỷ để giãi bày tâm sự. Chúng ta thấy gần nhất đó là thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thì Chủ tịch Hồ Chí Minh coi trăng như một người bạn tri âm tri kỷ để có thể chia sẻ mọi miền. Vậy thì ở đây không biết là trong thơ của Hồ Xuân Hương, không biết là trong thơ của Hồ Xuân Hương có coi vầng trăng này là người bạn để chia sẻ cái nỗi niềm đấy hay không. Thì có vầng trăng đấy có làm cho cái nỗi buồn trong thơ, trong tâm trạng của nhân vật trữ tình vơi đi hay không? Thì ở đây các bạn thấy được rằng là trăng và nhân vật trữ tình ở đây rất là giống nhau, và dường như nó đồng nhất, hòa hợp với nhau. Ở đây trăng và người. Đây, trăng, vầng trăng và con người, tức là nhân vật trữ tình.
rất là hòa hợp và đồng nhất. Tại sao chị lại nói như thế? Thì đây, chị sẽ phân tích cho các bạn thấy ngay. Trước tiên là về hình ảnh trăng trước này. À, hình ảnh trăng của chúng ta thì làm sao? Hình ảnh trăng ở đây đó chính là hình ảnh trăng thì cũng một mình. Thì một mình. Và một mình sẽ gợi cảm giác cô đơn. Bởi vì một mình chỉ xuất hiện trong cái khoảng không gian rộng lớn đấy, chỉ xuất hiện một hình ảnh trăng. Và trong một cái bầu trời, một cái không gian rộng lớn như thế, và ở đây trăng cũng một mình. Và con người ở đây thì sao? Con người ở đây cũng một mình đúng không nào? Con người một mình thì chúng mình biết rồi. À, đã giống nhau, một trăng cũng một mình và người cũng một mình. Được chưa nào? Thêm một yếu tố nữa, trăng. Trăng thì làm sao? Trăng ở đây đó là vầng trăng bóng xế khuyết chưa tròn. À, ở đây trăng xế tức là trăng sắp tàn. Đây các bạn chú ý cho chị từ xế, từ bóng xế. À, ý là trăng sắp tàn, à, gợi sự sắp tàn. Tức là trăng đã tròn đầy, trăng đã viên mãn rồi. Và đến bây giờ thì trăng đã sắp tàn, thể hiện qua từ bóng xế. Các bạn chú ý cho chị từ bóng xế, gợi cái bóng trăng ngày hôm nay là sắp tàn rồi. À, và ở đây trăng thì sắp tàn, còn con người thì sao? À, trăng sắp tàn, à, vầng trăng bóng xế khuyết chưa tròn, trăng sắp tàn rồi mà bóng vẫn chưa tròn. Rồi, còn con người thì cũng một mình. Và con người ở đây, nhân vật chưa tỉnh của chúng ta ở đây thì sao? À, người nhân vật chưa tỉnh của chúng ta thì mình lại nhớ đến cuộc đời của ai? Nhớ đến cuộc đời của Hồ Xuân Hương thì chúng mình lại thấy là tình duyên của bà rất là muộn màng. Thì ở đây chúng ta cũng có thể thấy được rằng là con người ở đây đã qua cái tuổi xuân rồi mà vẫn chưa có được hạnh phúc. Tức là qua cái tuổi xuân và cũng chưa được hạnh phúc. À, ở đây thì chúng ta thấy được là trăng và người dường như hòa hợp và đồng nhất với nhau. À, dường như là trăng thấu hiểu người, người thấu hiểu trăng. À, và ở đây đó là một cái cảm giác vẫn gợi cho chúng ta một cái cảm giác là cô đơn, rất là lẻ bóng. Trăng cũng lẻ bóng mà tôi cũng lẻ bóng. Vẫn là cái nỗi sầu tủi, buồn tủi, bẽ bàng nhân lên trong tâm trạng của nhân vật trữ tình. Được chưa nào? Nhưng các em ơi, lại chủ cho chị từ này. Đó chính là từ trưa. Tại sao Hồ Xuân Hương lại sử dụng từ trưa? À, bởi vì tức là Hồ Xuân Hương rất là khéo léo trong việc dùng từ ở chỗ này. Nếu như từ trưa này, ở đây chị ghi ra đây nhá, tức là cái từ trưa này cũng thể hiện được cái khát, được cái hy vọng, thể hiện được cái hy vọng của nhân vật chưa tình. Thể hiện được cái hy vọng. Cái hy vọng này ở đây, hy vọng là gì? Tức là hy vọng vào một ngày trăng sẽ tròn và con người sẽ được hưởng hạnh phúc. À, cái hy vọng được sống, hy vọng được sống, được hạnh phúc. Đó là cái rất là đặc biệt trong thơ của Hồ Xuân Hương. Nếu như Hồ Xuân Hương ở đây sử dụng từ không thì có lẽ là cuộc đời thôi, chấm dứt rồi. Không có hy vọng mà cũng chẳng có khát khao gì nữa. Không tròn là không tròn và không hạnh phúc là không hạnh phúc. Nhưng mà ở đây tác giả lại sử dụng từ chưa. Ý chỉ là chưa tròn thôi, chưa viên mãn thôi. Và sẽ trong tương lai, sẽ tròn, sẽ viên mãn. Được chưa nào? Vậy thì ở đây, cái từ chưa này là thể hiện cái sự hy vọng. Hy vọng sống, hy vọng được hạnh phúc. Được chưa nào? Chỉ cần qua một từ như thế thôi và mình cũng đã cảm nhận được cái khát vọng sống của Hồ Xuân Hương đã nhen nhóm ở trong những cái câu, ở những hai câu thực rồi. Rồi. Còn chính xác ở đây thì cái vầng trăng và cái con người trong thơ Hồ Xuân Hương này dường như là để bộc lộ ra là con người với vầng trăng rất là đồng nhất, là hòa nhất với nhau. Vầng trăng thì đã sấy bóng rồi mà cũng chưa tròn, còn con người ở đây thì sao? Một mình, tuổi xuân thì đã qua nhưng chưa một lần được hưởng hạnh phúc một cách trọn vẹn. À, đấy là cái sự đồng nhất và hòa hợp giữa con người và vầng trăng. Rồi, nhưng dù sao thì các bạn vẫn sẽ phải chú ý cho chị một chút xíu đến từ trưa này nhá. Để mình thấy được rằng là dù là tuổi xuân đã đi qua, dù là không được hưởng cái hạnh phúc trọn vẹn đấy, tuy nhiên thì trong tâm hồn, trong tâm trạng của nhân vật trữ tình vẫn nhen nhóm những cái hy vọng. Nhen nhóm hy vọng sẽ được sống, sẽ được hạnh phúc. Được chưa nào?
Rồi, với hai câu thực thì các bạn chú ý những phần này cho chị nhé. Rồi, đến đây thì tâm trạng vẫn bế tắc, vẫn là nỗi buồn, vẫn là quẩn quanh. Vậy thì cái sự quẩn quanh và cái sự bế tắc trong tâm trạng của nhân vật trữ tình này sẽ được giải quyết như thế nào? Liệu rằng là bà có bứt phá ra được hay không? Bà có cảm giác là tôi sẽ trút bỏ được hết tất cả những cái nỗi buồn này, và tôi chuyển từ cái hy vọng này thành khát vọng mãnh liệt, và tôi sẽ hành động để tôi có được hạnh phúc cho riêng mình. Không biết là Hồ Xuân Hương có làm được điều đấy hay không nhở? Nếu để xem Hồ Xuân Hương có làm được điều đấy hay không thì chị em mình sẽ cùng nhau đi tìm hiểu ở hai câu luận, xem là Hồ Xuân Hương với cái hy vọng này, với cái hy vọng sống và hạnh phúc như thế này thì Hồ Xuân Hương có làm được hay không nhé. Xiên ngang mặt đất gieo từng đám, đâm toạc chân mây đá mấy hòn. Ở trong hai câu luận này thì tác giả thể hiện cái sự phẫn uất đầu tiên, đó là cái sự phẫn uất trước. Sau đấy là cái sự khát khao, khát khao được sống và hạnh phúc. Rồi, chính xác Hoài Ngọc với lại bạn Liên, chính xác các em cứ phát biểu những cái suy nghĩ cũng như là những cái ý tưởng của bản thân mình nhá. Rồi. Vậy thì ở đây sau khi mà chúng mình đã tìm hiểu xong hai câu thực, cái thực cảnh và tình cảnh. Thực cảnh ở đây là vầng trăng, tâm cảnh đây là tâm trạng của con người, tâm trạng Hồ Xuân Hương rất là giống với cái vầng trăng, nhìn thấy vầng trăng rất là giống mình thế kia. Vậy thì cái tâm trạng đấy được chuyển hóa như thế nào cho đến câu luận? Xem cái sự hy vọng này nó sẽ được chuyển hóa như thế nào. Ở trong hai câu luận thì các bạn đặc biệt chú ý cho chị, đó chính là hai động từ mạnh. Đó chính là động từ xiên ngang và động từ đâm toạc. Các bạn chú ý hai động từ này cho chị. Là sử dụng hai động từ mạnh. Sử dụng hai động từ mạnh ở đây là động từ xiên ngang và động từ đâm toạc. Không những thế, đã là động từ mạnh rồi, Hồ Xuân Hương còn kết hợp với biện pháp nghệ thuật ở đây, nhìn thấy ngay, đó chính là biện pháp đảo ngữ. Đặt hai cái động từ mạnh lên đầu câu chắc chắn rồi, để nhấn mạnh điều gì các bạn biết không? Để chúng ta thấy được là cái sự xiên ngang của những đám rêu, thấy được sự đâm toạc của những hòn đá, thì dường như chúng ta cảm nhận được một cái điều ở đây là cái sức sống rất là mãnh liệt, nhấn mạnh cũng như thể hiện được cái sức sống rất là mãnh liệt. Mãnh liệt của ai? Mãnh liệt của rêu và của đá. Và rêu và đá ở đây thì là những tạo vật, là của tự nhiên, sức sống mãnh liệt của tự nhiên. Rồi, dường như là rêu và đá ở đây, dường như là muốn xuyên ngang mặt đất, và đá thì muốn đâm toạc chân mây. Chúng ta thấy được cái sức mạnh mãnh liệt của tự nhiên, sức sống mãnh liệt của tự nhiên, nhưng muốn vươn lên, cựa quậy, sống dậy, sự trỗi dậy mãnh liệt của tự nhiên, chính xác. Và qua cái sự sống dậy mãnh liệt của tự nhiên này thì ta cũng thấy được cái tâm trạng của nhân vật trữ tình như thế nào, đúng không nào? Rồi, ở đây, sau khi mà chúng mình từ cái sức sống mãnh liệt của tự nhiên này, trong thơ Trung Đại thì luôn luôn là có một cái biện pháp tả cảnh ngụ tình. Thì thông qua cảnh thì đó là tình. Và tình ở đây là gì? Tình ở đây là tâm trạng của Hồ Xuân Hương, tâm trạng của nhân vật trữ tình. Đó chính là cũng như nghĩa là cái sự phẫn uất của bà, dường như là thể hiện được cái sự phẫn uất, đồng thời cũng là sự phản kháng của lòng người. Ở đây chúng mình dường như phần nào thấy được cái sự phẫn uất, và đặc biệt đó là cái sự phản kháng của lòng người. Sự phản kháng của lòng người mong muốn thoát khỏi cái bi kịch má hồng. Thoát khỏi bi kịch má hồng. Trong văn học Trung Đại hay là xưa kia hay như thế nào đấy thì chúng ta đều có một cái câu nói là hồng nhan thì bạc phận.
hay hồng nhan thì bạc mệnh, thì cái này nó đã được chứng chứng tỏ rất là rõ trong truyện Kiều của Nguyễn Du, trong Độc Tiểu Thanh Ký, và đến bây giờ trong thơ của Hồ Xuân Hương thì chúng ta lại một lần nữa thấy được người con gái phận phận hồng nhan nhưng duyên phận thì muộn màng, rồi tình duyên thì éo le trái ngang, đúng không nào? Ở đây chúng ta thấy được cái sự phẫn uất của lòng người. Tại sao lại bất công mình như vậy? Chính vì thế, lòng người ở đây dường như cái sự trỗi dậy của tự nhiên cũng là sự trỗi dậy sự phản kháng của lòng người. Sự trỗi dậy của tự nhiên, mạnh mẽ của tự nhiên cũng cũng là cái sự trỗi dậy và cũng là cái sự phản kháng của lòng người muốn thoát khỏi cái bi kịch má hồng. Mà đời đời người ta vẫn nói là hồng nhan thì bạc phận đấy. Dường như nhân vật trữ tình ở đây muốn thoát ra khỏi cái vòng kiềm tỏa đấy, không không chấp nhận cái việc là ơ tại sao hồng nhan thì phải được hưởng một số phận hạnh phúc, tại sao hồng nhan cứ phải đi với bạc phận, thể hiện cái sự phẫn uất và thể hiện cái sự khát khao muốn thoát khỏi cái vòng cương tỏa và thoát khỏi cái dường như đấy là một cái lời định mệnh chẳng hạn, dường như muốn thoát khỏi ra cái đấy. À lại nhớ đến hồng nhan bạc phận của Jack à. Ở dạo gần đây thì nói chung là các bạn chắc hết drama no rồi chứ gì. Tự nhiên hôm nay học mà tự tình lại có hồng nhan bạc phận đúng không? Lại có nhớ đến sóng gió của Jack đúng không? Nói vui vui một tí thôi, còn chị em bây giờ mình vẫn phải quay lại với bài học của mình nhá. Rồi, ở đây với cái sự sống dậy mạnh lẽ, mạnh mẽ, mãnh liệt của tự nhiên, sự trỗi dậy của tự nhiên này, xiên ngang, đâm toạc. À, đấy thì chúng mình cũng thấy được cái sự phẫn uất và phản kháng của lòng người. Nhưng các bạn lại chú ý cho chị thêm một cái phần này nữa. Đó là cái từ đó là rêu. Rêu và đá. Rêu và đá ở đây như chị nói rồi đây, đó là của thuộc về tự nhiên đúng không? Ở đây thì chúng ta thấy là rêu và đá ở đây là hai cái sự đấy là hai cái sự vật rất là bình thường. Rêu và đá là hai vật rất là bình thường. Rất là bình thường, nhỏ bé. Tại sao chị nói nhỏ bé? Các bạn tưởng tượng ra cái đám rêu ấy, nó đám rêu ấy, nó sẽ rất là mềm và yếu. Còn đá ở đây tưởng là tảng đá. Nếu mà tảng đá thì có thể là to lớn nhưng lại là hòn thì gợi cảm giác rất là nhỏ bé, nhưng những cái vật mềm mỏng nhỏ bé như thế này lại có sức sống vô cùng mãnh liệt. Ở đây, rêu và đá đã được Hồ Xuân Hương sử dụng biện pháp nhân hóa. Những sự vật rất là bình thường như thế này nhưng lại được nhân hóa lên, nhân hóa lên. Rồi, nhân hóa làm sao? Rêu thì biết đâm tỏa, biết biết xiên ngang. Đá thì biết đâm tỏa, thì chúng ta như cảm nhận được là rêu không chịu sống cuộc sống nhạt nhòa nên phải xiên ngang để vươn lên trên mặt đất. Đúng rồi, chính xác. Những cái vật vô tri vô giác này được nhân hóa và cảm giác trong từng câu thơ những cái vật đấy nó cựa quậy, nó sống dậy. Rồi, ở đây cho thấy được các cái rêu và đá ở đây. Rêu và đá bắt đầu cựa quậy. Sống dậy một cách rất là mãnh liệt. Rồi, và cái sự cuộn quậy sống dậy rất là mãnh liệt của rêu và đá ở đây thì cũng cho chúng ta thấy được là cái khát khao được sống, được hạnh phúc của nhân vật trữ tình. Cái đám rêu mềm mỏng như thế kia còn không muốn sống một cuộc sống nhạt nhòa, muốn xiên ngang lên khỏi mặt đất. Cái hòn đá bé nhỏ tí thế kia mà có đủ sức mạnh để đâm toạc cả chân mây, để sống một cuộc đời hào nhoáng. Vậy thì ở đây chúng ta cũng thấy được cái khát khao được sống, được hạnh phúc một cách trọn vẹn, chứ không phải là sống một cuộc đời nhạt nhòa, chứ không phải là chỉ đi bên cạnh làm lẽ của một người, mà muốn sống, sống một cuộc sống trọn vẹn đúng không nào? Ở đây thì nó sẽ cựa quậy và sống dậy, nhưng phải cựa quậy nhá, nó là cựa quậy. Nhưng ở đây rồi
Ở đây nhá, sau khoa 2 câu luận này thì chúng ta thấy được rằng à cái cá tính của Hồ Xuân Hương này này, dường như là bà có chịu trong cái vòng kiềm tỏa đấy không? Hồ Xuân Hương cô đơn, Hồ Xuân Hương lấy làm lẽ, nhưng Hồ Xuân Hương không chấp nhận và luôn luôn muốn khát khao muốn thoát khỏi cái vòng kiềm tỏa đấy. À, ở đây chúng ta thấy được cái cá tính của Hồ Xuân Hương. Cá tính rất là mạnh mẽ. Dường như muốn thoát khỏi những cái định kiến của cái xã hội phong kiến ngày xưa, muốn thoát ra khỏi, không muốn sống một cuộc đời đi làm lẽ nữa. Tôi muốn được sống, được hưởng, được yêu và một cái hạnh phúc đời thường nhưng nó phải trọn vẹn. À, rồi, thì ở đây sẽ quay trở lại với câu hỏi rằng là có phải là Hồ Xuân Hương mạnh mẽ chỉ là cái vỏ bọc để bao, để che đi cái sự buồn tủi của mình hay không? Như cái phần trước mà có một bạn hỏi ấy, thì thực ra ở đây, đây chính là cái cá tính mạnh mẽ xuất phát từ chính bản thân của Hồ Xuân Hương. Tức là Hồ Xuân Hương không cam chịu cái việc, cái cuộc sống phải nhạt nhòa, phải làm lẽ.